Rồi chị nào mình vào xem like thấy em chấm cho em một chấm đi mấy chị. Chấm giùm em một chấm nha. Nghe em nói thì có chị cho em một cái comment nha mấy chị nha. Chấm bài giùm em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Trưa nay em cũng sẽ tiếp tục xả rất là nhiều đồ đẹp cho các chị luôn. Nên các chị vào xem like, chấm bài, chia sẻ like giùm em nha. Thấy em thì comment cho em một cái nha mấy chị nha. Chấm bài giùm em nè mấy chị. Rồi trưa nay là sẽ tiếp tục săn sale nữa mấy chị nha. Lên rất là nhiều đồ đẹp cho các chị luôn. Chị nào mình đang xem like, comment, chia sẻ like nhiệt tình giùm em nha. Nhớ là chia sẻ like giùm em để mình săn được giá mềm nha mấy chị nha. Rồi em chào chị Nguyễn Tuyền à, chào tất cả các chị. Chị nào mà đang xem em like, các chị nghe em nói được, các chị nhớ chia sẻ like giùm em. Chấm bài comment giùm em một chấm hoặc là chia sẻ cái live stream này giúp em nha. Em sẽ lên rất là nhiều đồ trong cái live ngày hôm nay. Chị nào mà đầu live các chị muốn mua cái gì các chị comment cho em nha. Em có thì em sẽ lên cho nè. Có quần tây, có set, có váy, có đồ bộ cho mấy chị nha. Rất là nhiều đồ, giá chị cực kỳ yêu thương luôn. Nên là chị nào mình xem live chấm bài giùm em nè. Em chào chị Thu Lê ạ, chào tất cả các chị. Muốn lên cái gì đầu live thì cứ comment cho em nha, để em biết em lên cho mấy chị trước nha. Đó. Đầu like em lên cho các chị rất là nhiều đồ đẹp luôn. Nên các chị chấm bài tương tác chia sẻ like giùm em. Muốn em lên cái gì thì cứ comment giùm em nha. Tí nữa có thì em lên dần dần. Rất là nhiều đồ nha. Có bộ nè, có váy công sở nè, có váy đi tiệc, có váy hoa nha mấy chị. Có quần nữa, rất là nhiều thứ. Đây là đồ bộ đó, rất là nhiều thứ. Đây là các chị vào xem like, chia sẻ like này lên trang cá nhân hoặc hội nhóm giùm em nha. Rất là nhiều thứ luôn. Rồi chị nào đang xem cho em một cái dấu chấm đi các chị ơi, chia sẻ like giùm em nè. Đầu like em lên cho các chị cái mẫu em đang mặc, các chị mặc đi tiệc cũng được, đi chơi cũng được nè, rất là đẹp cho em luôn ha. Coi là chất lụa các chị, chất lụa đẹp xuất sắc luôn. Hàng em đang mặc là hàng của Adela, chị nào mà hay mua hàng của Adela là các chị biết vải rất là đẹp nha. Lên form em nói thiệt với các chị là nó rất là sang nè, vải đẹp giùm em nè, lên form chuẩn giùm em mà giá em bán cho chị cực kỳ yêu thương luôn nha các chị ơi. Mẫu em đang mặc nha mấy chị nhá. Con này là giá gốc là 489.000. Trong cái like của em, chị nào chia sẻ cái like này nha mấy chị nhá. Có lượt chia sẻ em xem đó chị, con này chỉ còn lại là 230.000 mẫu em đang mặc thôi mấy chị. Form dáng dài luôn nè. Đó. Đây, em cao 1m63 là dài qua gối luôn giùm em nha. Chị nào mà thích cái màu này thì mua liền cho em. Con này là màu rêu các chị nha. Con này là màu rêu. Màu này mặc lên trắng da lắm nên các chị yên tâm giùm em. Đừng có sợ là da mình ngâm hay là như thế nào đó. Mình mặc cái mẫu này lên nó tối da giùm em nha. Đó, chị nào mà da ngâm nè, mặc con này lên nó sẽ trắng da. Còn chị nào mà da trắng rồi thì mình mặc cái gì cũng đẹp hết cho mấy chị nha. Nhưng mà cái màu này là màu dạng như là nó tô màu da của mình lắm. Đó, màu rêu nữa, rất là sang cho em luôn. Con này thì em hiện tại em đang có eo 72-74 nha. Màu em đang mặc là eo 72-74. Chị nào mà eo tầm 65 tới 72-74 là chị mặc được nha mấy chị nha. Rất là xinh luôn cho em nè. Đó, form sâu mấy chị nè. Thấy chưa? Rất là đẹp cho em con này nha. Sale con này trên live cho chị chỉ có 230.000 mẫu em đang mặc thôi. Quá rẻ nha. Chị nào lấy thì comment với em mã rêu. Eo 72-74 đổ lại là chị mặc vừa. Con này là hàng Adela nha mấy chị nha. Chất hơi bị đẹp luôn nè. Dạng như lụa mấy chị nha. Đó. Mẫu này mặc lên rất là sang cho em luôn. Màu này thì mặc cực kỳ trắng da luôn nha. Chị nào lấy lên cho em mã rêu, sale chị 230.000. Giá gốc con này là 489.000 á mấy chị nha. Đó, chị nào mà mình có thể mình lên trang web mình coi cái hàng Adela của nó nha. Giá cực kỳ cao. Nhưng em mua về sale chị giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, chị nào thích mẫu em đang mặc lên cho em mã rêu nha. Sale chị 230.000 mẫu em đang mặc thôi. Màu rêu rất là đẹp luôn. Bao trắng da cho em con này. Chị nào mà mình mới vào xem like cho em một cái comment nha mấy chị nha. Muốn em lên cái gì các chị comment em lên cho nha. Rất là nhiều váy đẹp trong like này luôn. Đó. Đầm em đang mặc có eo 70 không, để em xem thử còn size không, cho mất lỏng thì còn siêu đẹp nha. Size gì vậy? Size M đi. Rồi mẫu này em hết size 79 rồi chị yêu ơi. Con này em chỉ hiện tại em chỉ còn eo 72, 74 thôi nha mấy chị nha. Còn lại size M thôi. Chị nào mặc size M thì mình mua ha. Đây nè mấy chị nè. Giá nè. Giá niêm yết của nó là 489 ngàn. Em sale luôn
trên like là cho chị nào đang chia sẻ like giúp em ha. Mẫu này 230.000 thôi, rất là đẹp luôn. Các chị thấy nè, form nè, em nói thiệt với chị là chất hơi bị đẹp luôn. Nó sẽ may cho các chị lớp lót ở trong này rất là mịn như thế này nha, mặt không có bị châm chích hay gì đâu. Đó, rất là xịn sò. Hiện tại em đang còn hai cái size M, eo 72, 74 đủ loại mặc vừa nha mấy chị nha. Lên cho em mã rêu xe chị 230.000 mẫu này thôi, giá gốc là 489.000 nha. Đó, rất là đẹp luôn. Giá nó còn ghi ở trên này luôn nè mấy chị nè. Cái này là giá niêm yết của người ta đó mấy chị. Đó, bao xịt sò giùm em luôn ha. Lên giùm em mã rêu xe đấu chị. Con em đang mặc 230.000. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Đó, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Màu này em nói thì mới chị đẹp, nhưng mà hiện tại thì em chỉ còn size nhỏ thôi, eo 72, 74 độ lạnh thì các chị mặc mới vừa nha. Chị nào lấy thì comment giúp em. Nhớ chia sẻ live stream giùm em nha chị nha. Chia sẻ live giúp em nè. Rồi lên nhớ chị một con, một em đầm đỏ nè. Con này cũng là hàng Adela luôn. Đó, bao xịn sò cho em. Đây, mẫu này siêu đẹp luôn nè mấy chị nè. Màu đỏ nha, rất là dễ mặc luôn. Nói chung là mấy con này là chị nên mua đi mấy chị. Form, mấy cái form này là dễ mặc mà vải đẹp nữa ha. Có 76kg không? Chị Lê Ngọc Hân ơi, chị cho em cái vòng eo được không ạ? Cho em cái vòng eo đi nha. Mua hàng bên em, các chị comment cho em vòng eo hoặc là số ký cân nặng để em tư vấn cho mấy chị nha. Chứ còn kêu 76 cân vẫn có luôn. Nó nhưng mà các chị phải mặc phong suông thì mới được. Rồi con này size S nè mấy chị nè. Lên chị con mẫu này nha, rất là đẹp luôn, hàng Adela nè mấy chị nè, hai lớp dày dặn luôn. Con này nó có phần ren ở đây giùm em nha. Đó, con này giá gốc của nó là 549.000 nè. Siêu xịn sò luôn, pha ren giùm em màu đỏ nha. Em mới nhận hàng xong, hàng bao đẹp. Rồi em cảm ơn chị Lê Ngọc Hân nha. Đó, bình thường mấy buổi chị mua váy bên em chị mua size gì? 76kg em vẫn có luôn mà mặc phong su giùm em nha. Còn sai nha. Còn có cái này là các chị mua váy bên em, các chị coi em cho em vòng eo nha, cho em vòng eo để dễ mua nha mấy chị nha. Dạ có đầm size to chị yêu ơi, có đầm size to luôn nha. Có màu đỏ thì em mặc có size nè mấy chị nè. Đây, mẫu em đang mặc nha mấy chị nha, siêu đẹp luôn. Con này có túi luôn nè, con này có túi luôn nha. 42kg mặc S vừa không chị, vừa nha chị Hoàng Khô, Hoàng Khô Lê ơi. Size S là eo 7, size S 42kg là mặc đẹp, mặc được nha. Rồi mẫu em đang mặc nha mấy chị nha. Con này em có size, mẫu này 549.000. Em đang sale cho chị nào chia sẻ livestream giúp em. Còn 160.000 mẫu em đang mặc. Đứng lên cho mấy chị xem nè. Đó, hơi bị đẹp luôn nha. Cái xanh đó có eo 76 không chị? Dạ mẫu xanh đó em chỉ có eo 72, 74 thôi. Còn đúng eo 72, 74 thôi mấy chị, không có eo 76 nha. Em hết size rồi. Mấy mẫu đó về nhanh hết lắm chị ơi. Về là rẹt rẹt. Rồi mẫu em đang mặc này mấy chị có size nè. Mẫu em đang mặc có size cho mấy chị luôn nha. Con này em có eo 68, 70, có eo 72, 74 và eo 80, 82 giùm em nè. Eo 80, 82 luôn giùm em nè. Rồi em có eo 76, 78 luôn. Con này em có đủ size nha. Chị nào lấy thì comment giúp em SML, XL nè. SML, XL cho em cái mẫu em đang mặc. Mẫu em đang mặc đủ size cho các chị nha. SML, XL. Hơi bị xịn sò luôn. Chị nào lấy thì comment cho em đỏ kèm vòng eo em lấy size cho các chị ha. Em có size từ eo 68 cho đến eo 82 luôn nha mấy chị nha. Sale cho các chị con này chỉ có 160.000. Rất là đẹp cho em luôn. Màu đỏ luôn, có túi luôn nha mấy chị nha. Mẫu này giá gốc là 500. Cái xanh đó. Dạ đúng rồi. Nếu mà chị 42kg chị mua cái xanh đó cũng mặc được. Nếu mà eo tầm 72 đổ lại nha. Đó 42kg các chị tùy thôi, có khi là 42kg nhưng mà vào vòng eo của chị nữa nha.
Rồi con này nó giá là 549 ngàn này mấy chị nè. Em sale chị nào chia sẻ like dùm em còn 160 ngàn. Màu đỏ này nha, ba đủ size dùm em SML, XL luôn. Là eo 68 cho đến eo 82. Chị nào thích đỏ lên dùm em đỏ kề vòng eo. Rồi em lấy size cho mấy chị nha. Form hơi bị đẹp luôn, em đứng lên cho mấy chị coi nè. Dáng dài chưa. Mẫu này là hơi bị xinh cho em luôn nha. Có túi luôn, túi rất là rộng dùm em nè. Đó, phần ở đường trước này pha ren dùm em. Con này là cột nơ nè, 160 ngàn, mẫu em đang mặc quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, đủ size luôn nha. SML, XL, SML, XL nha, chị nào lấy thì comment cho em. Đó, ở đường sau nó cũng pha ren nè mấy chị nè. Con này là che được khuyết điểm chống chị rất là tốt luôn nha. Tay bo phòng dùm em nè. Đó, dáng hơi a một chút xíu này, nó sẽ đỡ thấy cái eo của mình á, đỡ thấy bụng mỡ nữa nè. Đó, màu đỏ nha, chị nào lấy lên giùm em đủ size SML nha mấy chị, SML, XL nha, 160 ngàn mẫu em đang mặc. Thiệt luôn á, giá cực kỳ mềm, chị nào lấy lên liền cho em nè. Lấy lên liền giùm em nha. Rồi em lên một con size lớn nè, chị nào hỏi em size lớn, con này size lớn mặc vừa nè. Con này là một em nhũ nha mấy chị nha, một em nhũ. Các chị biết sao không? Con này là cái vải nó có giãn được nè. Đó, màu đỏ em đang mặc nha, SML, XL. Em nói thiệt với chị, các chị luôn á, đủ size. Chị nào mà mình đang xem like, các chị lấy em màu này đi các chị, đẹp xuất sắc luôn. Lấy cho em màu đỏ. Chị Hoàng Khôi Lê ơi, chị lấy size S đúng không ạ? Cho em số điện thoại nha, đặt hàng cho em số điện thoại nha các chị tình yêu ơi. Rồi con này nè mấy chị nè, eo từ 70 cho đến 86, 88 thì các chị mặc cũng được nha. Hàng freestyle nhưng mà chị biết sao không? Chất nó co giãn nên là nó sẽ co giãn theo cái vòng eo của chị nha. Con này hơi bị đẹp luôn. Đó, dạng như nhũ quá mấy chị. Đây nè, các chị thấy không? Nhìn rất là xịn sò giùm em nha. Form váy xòe, chị nào lấy nhũ thì lên giùm em. Mẫu này em sale đó chị còn 190 ngàn. Có size lớn luôn mấy chị nha. Con này là freestyle, eo lớn luôn cũng được, các chị eo bao nhiêu thì nó giãn là bấy nhiêu thôi. Đó, chị nào lấy mẫu em đang mặc lên giùm em mã đỏ kèm size giùm em nha. Em có SML, XL luôn các chị nha, đủ size cho em. Cái mẫu em đang mặc 160 ngàn quá rẻ, giá gốc của nó tới 549 ngàn rồi các chị nha. Các chị có thể lên trang web của nó để xem thử cái giá của nó. Em nói thiệt với chị, không bao giờ dưới 500 ngàn một cái váy đâu các chị nha. Nhưng mà em sale cho chị chỉ còn 160 ngàn. Đó, đẹp như thế này nha mấy chị ơi. Nên là các chị nhớ, chị nào mà chưa có cái con này thì lấy liền giùm em đi ạ. Rồi ok chị ơi, đặt hàng bên em khách mở cho em số điện thoại nha. Cho em số điện thoại để em chốt cho mình nha. Rồi em lên con này size lớn nè, chị nào thích màu đỏ. Chị nào thích màu đỏ thì lên liền giùm em nha. 160 ngàn. Đủ size giùm em, SML, XL luôn. Chị nào thích size nào là có size đó mấy chị. Đây, mẫu em đang mặc này mấy chị nè. Con này nha là nó có độ co giãn, nếu các chị nhỏ người thì nó sẽ kiểu là mặc rụt, nó vừa như thế này nè, mà có chị tròn thì nó sẽ căng vải ra nha mấy chị nha. Đây nè, rộng thênh thang nè mấy chị nè. Nên là chị nằm mà eo từ 70 cho đến 88 là các chị mặc ok cho em luôn. Eo của em 70 nha mấy chị nha. Mặc nó không có bị thủng ở đằng sau nè mấy chị nè. Đó, nhưng mà các chị tròn người hơn một chút xíu, các chị mặc thì vải nó sẽ căng ra nha. Con nhũ này em sale cho chị 190 ngàn, hai lớp xịn sò luôn nè. À, con nha, con mẫu nhũ này giá gốc cũng là 600 ngàn luôn nha mấy chị nha. Nếu mà bình thường em có sale thì tiếp theo 50% nó cũng tới 300 ngàn rồi đó. Rất là xịn sò cho em luôn. Nhũ, chị nào thích size lớn lấy liền cho em con này, 190 ngàn con này thôi mấy chị ơi. Rất là xịn sò luôn. Chị Hoàng Khôi Lê nè, đặt hàng cho em số điện thoại nha mấy chị nha. Khách mới đặt hàng comment mã kèm số điện thoại giùm em nha. Chứ không các chị vô mà các chị comment không là em không có chốt được. Không có số điện thoại không chốt được nha. Đây, mẫu em đang mặc sale chị 190 ngàn. Chị nào lấy lên cho em mã nhũ eo từ 70 cho đến 88 chị mặc cũng vừa luôn. Tại vì nó co giãn thoải mái giùm em luôn. Đó, siêu đẹp giùm em mẫu này nhá. Lấy thì comment giúp em, lên giùm em mã nhũ nè. Mã đỏ chị nào lấy nữa thì comment giúp em nha. Eo 90 vừa không em, chị Nguyệt đổ eo 90 vừa luôn cho em nha. Tại vì con này nó còn co giãn này, chị thấy không? Nó co giãn nè, đó. Con này là vải rất là đã luôn á mấy chị nha, 190 ngàn. Nếu như mà các chị á, em nói thiệt với chị, eo 70 để các chị nhìn thấy mặt không?
nó không có bị thùng ở đường sau luôn nè. Đó, nhưng mà vải nó vẫn còn có cao giãn nữa chị nè. Nên các chị yên tâm giùm em nha. Mặc con này rất là thích luôn á. Màu nhũ 190.000 mẫu em đang mặc thôi. Quá rẻ. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Chị Hoàng Khôi em chốt chị mã đỏ nè, 160 nè. Chị mới vô cho xem bộ nãy em mặc với. Ok chị Bích Phượng Nguyễn, đợi em một chút xíu nha. Chị Hoàng Khôi Lê, em có nhắn tin cho chị á, chị inbox địa chỉ giùm em nha. Nhũ 190.000, quá rẻ luôn. Chị nào lấy nữa thì comment giùm em nè. Bộ em mặc lúc nãy là cái bộ màu đỏ này nè chị yêu ơi, chị Bích Phượng Nguyễn nè. Bộ em mặc lúc nãy là bộ màu đỏ này nè. Em sale cho chị còn 160.000 nha. Con này giá gốc là 549.000 mấy chị. 549.000 hàng Adela nha mấy chị nha. Form rất là đẹp luôn. Nè cái mạc của nó vẫn còn để giá luôn nè. Con này em đang có size SML XL luôn nha mấy chị nha. Nên là các chị đặt hàng cho em và vòng eo em chốt đơn cho mấy chị ha. SML XL là eo từ 68 cho đến eo 82 là các chị mặc vừa. Lên cho em mã đỏ kèm số điện mã đỏ nha mấy chị nha. 160.000 mẫu này thôi. 160.000 mẫu này siêu đẹp. Chị nào lấy nhũ em đang mặc thì lên giùm em mã nhũ nha, 190. Siêu đẹp luôn, eo từ 70 co giãn đến 90 cũng mặc được luôn mấy chị nha, tại vì nó vẫn còn độ co giãn nè. Trâm ơi, mã nhũ của chị đang mặc còn không Trâm? Dạ. Mã chị đang mặc nè. Còn không? Nói nè, nói nè. Nha, chị nào lấy thì comment giúp em. 160.000 màu đỏ, em có đủ size. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc. Chị Bích Phượng Nguyễn, eo chị bao nhiêu chị yêu ơi, eo chị bao nhiêu? Xong luôn hả mấy đứa? Cái bộ lụa kiểm tra chưa xong luôn hả? Dạ. Làm xong chưa? Được. Cái làm nhũ này bằng dễ thương nha. Dạ. Làm nhũ này lên mẫu chưa mấy đứa? Mẹ nhũ cho chị Nguyệt Đỗ 190. Chưa làm nè. Nhũ đẹp ghê luôn á. Co giãn thoải mái luôn nè. Bằng đi tìm đẹp. Mấy cái mẫu em lưu ý chị, cái mấy cái mẫu mà chị chụp hình lên rồi chị đăng rồi đó, đừng có like. Quá trời đồ like đi. Đã đăng mẫu rồi còn like nữa, like làm gì rồi em like nhiêu? Cái này 106. Gì vậy má, tao đăng hình trên này là giá nhiêu đây, em bị lộn không? Trâm nói mà. À Trâm nói 106 hả? Cái màu đỏ hả? Ừ. Màu đỏ mà cô vừa mới đăng rồi, không cần like đâu, mất tốn thời gian đó, vừa đăng mà vừa like nữa. Quá trời mẫu không có đăng, chưa chụp hết được không? Trước hàng nhưng nhắn tin không trả lời. Chị Nguyễn Tiên ơi, chị đặt hàng bên em mà chị chốt đơn, bên em gọi điện thoại nhắn tin cho chị không trả lời nè. Đó là gì hôm qua nữa Trâm? Bây giờ vô chốt đơn rồi có chắc lấy không đây à? Các chị đặt hàng chốt chắc đơn thì em mới chốt cho chị được nha. Đầm đỏ mà chốt mà cho cái cô kia đó, điện phòng đó, tên gì đó. Chứ mà các chị cứ các chị cứ đặt hàng mà không nhận, gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời là bữa sau về em sẽ chốt, không có chốt đơn cho chị được nữa nha. Chắc lấy em mới chốt đơn cho chị được nè. Mẫu em đang mặc chị nào lấy thì comment với em mã nhũ nha. Sale chị 190.000, con này đẹp lắm các chị. Eo từ 70 đến 90 các chị mặc ok luôn giùm em, tại vì chất nó co giãn nè. Eo 70 vẫn mặc bình thường nha. Lấy này mua là chắc phải là, các chị đặt hàng là các chị bên em nhắn tin các chị nhớ trả lời nha, chứ chốt đơn xong vô gọi nhắn tin không trả lời, nhắn tin thì không đọc, xong rồi vô chốt tiếp là em không dám chốt nữa đâu mấy chị. Đó, xe giáo chị con em đang mặc 190.000, lên cho em mã nhũ. Con này em chỉ còn hai con thôi, chị nào lấy thì comment liền cho em nha. Con này hơi bị đẹp luôn á, mặc đi tiệc đi chơi cũng được hết, tại vì form nó dễ mặc đó chị. Ở đây nó có dây nút nè. Chị cái gì đó nhờ có tốt chị đó không chị? Cái gì? Để chị vô một số chị đó thì đây. 190.000 thôi, chị nào lấy thì lên cho em mã nhũ nha. Trời ơi, con này đẹp lắm mấy chị mua đi. Form rất là dễ mặc luôn. Đó mà nó có cái độ co giãn nữa, mình cũng khỏe nữa ha. Đó, form đẹp lắm. Có hai lớp luôn nè. Đơn hàng nè. Mà như vậy thì sao? Mà chốt nữa thì sao mà bán? Kêu lấy này. Chị đặt hàng bên em mà nhắn tin không đọc luôn, vậy chứ em không chốt cho mình được nữa đâu nha. Mấy chị mà mua hàng kiểu vậy là đâu sao mà bán được. Cũng thuộc dạng khách cũ á.
Đây chị nào lấy thì comment giúp em nhé. 190.000 lên giùm em nè. Mẹ nhủ cho chị Hương Võ nè. Lấy đi chứ chị, em còn một con em đang mặc, chị nào lấy nữa thì comment giúp em nha. 190, đẹp xuất sắc luôn á. Mặc đi chơi, mặc đi tiệc, đồ gì cũng được luôn các chị. Mua mấy con này là nó lợi thế được, mình mặc đi tiệc một lần xong hôm sau mình mặc đi chơi nó đỡ tiếc. Mà giá nó cũng mềm nữa mấy chị ha, 190.000 thôi. Eo từ 7, eo từ 70 ra đến 90 là các chị mặc được hết. Đó. Chứ bình thường mình mặc mấy con kia đi tiệc xong hôm sau nhìn nó đẹp nên mình không dám mặc đi chơi, còn mấy con này nó vừa đẹp mà kiểu nó nhẹ nhàng nữa nên các chị mặc đi tiệc xong rồi đi chơi cũng được luôn. Thiệt luôn á. Chị nào còn một con em đang mặc lấy luôn cho em đi các chị, 190.000 thôi. Chỉ có trên livestream mới có bán giá này thôi nha mấy chị nha. Nè form này mấy chị nè. Co giãn thoải mái giùm em luôn. Đó, eo 70 mà em mặc nó cũng không có bị kiểu là nó bị thủng thủng hay là kiểu rỗng rộng rộng đâu nha mấy chị nha. Đó nó ôm vô dáng luôn nè. 190.000 lên cho em nha. Nhũ eo 85 mặc được luôn nha chị Hồng Chiến, em chốt cho chị nha. Đó 190.000 thôi, rẻ lắm. Thiệt sự luôn á, con của em đang mặc quá rẻ quá đẹp luôn mấy chị. Rồi lên tiếp một con tiếp theo nè, nhủ em hết nha, nhủ em còn đúng 3 con, thiệt luôn á. Nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị, đẹp xuất sắc. Đây con này nè mấy chị nè, con này eo co giãn lên được 84 luôn mấy chị. Con này eo co giãn lên được eo 84 luôn chị Hồng Nguyễn ơi, mẫu em đang mặc hết rồi chị. Được mấy con em? Được 3 con chứ mà. Hết mất tiêu nha. Con này về được 3 con rồi mấy chị, đẹp lắm luôn á. Cái cây sào này là cái cây sào chấm. Cây sào mà chụp rồi á thì đừng có lấy cho chị Hiền lái. Đây làm chụp rồi để nó yên ra, để chụp rồi lai lại không đầm xanh kia có nhiều người đặt lắm kìa, em lai rồi bắt đầu chốt rồi không có người chốt luôn á. Đầm xanh này em nhỏ, eo 72-74 đó, trong đó chụp cô chị mới đăng nè, tốn thời gian đã vừa trong chụp tốn thời gian còn lên lai nữa, lai thì đúng giá không đúng công. Đây mẫu em đang mặc rồi mấy chị nè, hơi bị đẹp luôn nha. Con này eo nó co giãn được lên tới 84 luôn mấy chị nè. Đó, con này là eo 70 em mặc vẫn rất là ok luôn. Nó vải nó còn co giãn nữa nha. Nên là chị nào mà thích thì comment giùm em nha. Trời ơi rất là đẹp luôn. Đó, form hơi bị chuẩn giùm em nè. Mẫu em đang mặc nha mấy chị. Em sale trên live giúp chị còn 200.000, giá gốc là 600. Chị nào chia sẻ livestream giùm em sale con này 200.000 luôn mấy chị nha. Eo từ 70 cho đến 84 là các chị mặc được giùm em, siêu đẹp luôn. Đó, còn đúng một con duy nhất một màu luôn mấy chị. Nên là chị nào mà thích con em đang mặc lấy liền cho em nha, không là hết hàng rồi mấy chị nè. Đó, con này đẹp chưa? Rất là xịn sò giùm em nha. Eo từ 70 đến eo 84 luôn. Đó mấy chị thấy không? Mấy con này là em mặc nó không quá rộng nè mấy chị. Đó, hoặc là các chị nào mà thích nó kiểu nó ôm như thế này luôn á thì các chị lấy từ eo 75. Chị nào mà eo từ 75 cho đến 84 là các chị mặc vừa nha. Còn không thì các chị thích thì eo 70 các chị mặc cũng được. Form này hơi bị đẹp luôn, dáng dài luôn giùm em nè. Đó mấy chị thấy xinh không ạ? À? Đó, 100 à, mẫu này em sale chị 200.000 nha mấy chị nha. Sale chị 200.000 mẫu này mà cái vải nó đẹp xuất sắc. Đây nè mấy chị nè, cho các chị coi cái chất của nó nè mấy chị nè. Đó, đẹp lắm nha. Mà cái form này nó cũng hơi lạ lạ một chút xíu. Nhìn cái cổ mình nhìn nó nhìn nó gọn nha mấy chị nha. Con này là nó có cái dây ở đây nè, nên là các chị không có sợ bị tuột cái này xuống đâu nha. Em chỉ còn đúng một màu, còn đúng một màu duy nhất thôi mấy chị ơi. Rất là đẹp. À, còn thêm màu xanh nữa nè. Còn có màu xanh bơ nữa mấy chị.
còn có màu xanh bơ nữa. Xe con này giáo chị 600.000, còn 200.000 trên like này thôi nha. Nhớ chia sẻ like giùm em hai màu giùm em nhá, màu nâu hoặc là màu xanh bơ, màu nào cũng đẹp hết mấy chị nha. Đó, chị nào mà da trắng trắng mình lấy con bơ thì cũng được nè. Đó, da mình hơi tối một chút xíu mình thích màu mà đầm đầm thì mình lấy màu nâu giùm em nha. 600 em sale còn 200.000 thôi. Form hơi bị đẹp giùm em luôn, chất bao xịt sò. À, mẫu này nó eo nó co giãn được. Đây là tầm 84-85 các chị vẫn mặc được giùm em luôn nha. Mấy cái vải này là các chị mặc sướng lắm, nó nhẹ. Vải nó rất là nhẹ luôn, có mút ngực dày dặn giùm em luôn nè. 200.000 mẫu em đang mặc thôi. Em mặc thử qua màu xanh cho mấy chị xem luôn nha. Màu nào cũng đẹp hết, màu có màu nu với lại màu xanh bơ. Mua màu xanh bơ thì mấy chị nè, màu này lạ lạ nè. Sáu trăm ngàn em sale còn 200, chị nào lấy thì comment liền giùm em nha. Đó, màu xanh này mấy chị nè, hơi bị dễ thương luôn ha, màu xanh mặc lên cái trắng da ghê gớm luôn á. Chị nào lấy màu bơ này lên cho em màu bơ nha. 600 xe còn 200.000 cho mấy chị trong like này thôi, quá đẹp luôn giùm em. Đó, cái này là nó che được khuyết điểm cho chị rất là nhiều luôn, mặc lên tự nhiên nó gọn cái người liền luôn mấy chị nha. Lấy thì comment liền giùm em mã bơ hoặc là mã nâu. Xe của chị con này chỉ có 200.000 thôi mà cái chất nó đẹp mê ly luôn á. Đảm bảo chị nhận hàng về nó thì mua 200.000 nó còn hơn cái giá trị cái vải này luôn á, nó xịn sò lắm nha mấy chị nha. Eo từ 70 cho đến 84 là các chị mặc được luôn giùm em luôn. Đó, chị nào mà kiểu ưng cho mặc cho nó sáng màu da một chút xíu mình lấy liền cho em cái màu này đi, mặc lên tự nhiên cái da mình nó tôn lên luôn á mấy chị. Đây hai màu giùm em nha, màu nu với màu bơ, màu nào cũng đẹp. Đó, chị nào mà kiểu thích nhẹ nhàng dịu dàng một chút xíu thì mình lấy màu nu. Đó, mặc đi chơi đi tiệc đồ gì cũng được hết mấy chị nha, nó dễ mặc lắm. Mà cái vải nó còn co giãn, nó nhẹ nhàng nữa, rất là xịn sò. Lên liền giùm em nha, xe chị 200 nè. Xe chị 200, chị nào lấy thì comment cho em nha. Là xem like chấm bài giùm em nha. Ơn em lên mẫu eo bao nhiêu thì comment cho em nha mấy chị nha. Có em lên cho ạ. Rồi lên tiếp cho chị một con tiếp theo nè, màu xanh coban nha. Đó, con này là chất lụa mấy chị nha, cũng hai lớp luôn. Rồi mấy mẫu này nhìn vậy thôi các chị, mặc lên rất là dễ thương. Rồi xanh coban eo 82 độ lại mặc vừa này mấy chị nè. Xanh coban eo 82 độ lại mặc vừa nha. Mẫu này chị nào chia sẻ livestream giùm em, em vừa bán vừa tặng cho chị giá 150.000 mẫu này nha mấy chị nha. Rất là rẻ luôn. Eo 82 độ lại mặc vừa nè, chị nào lấy lên giùm em mã coban. Sale chị 150.000 vừa bán vừa tặng luôn mấy chị. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha, do là chất von đó mấy chị nha. Đây mẫu này đẹp nè, chị nào lấy thì comment liền giùm em là mã coban, vừa bán vừa tặng cho chị giá 150 nha. Đó, xịn chưa, hơi bị dễ thương luôn. Con này nó hơi rớt cái vai như thế này nè mấy chị nè. Đó, con này eo tới 82 được mặc được. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Eo 82 được lại mặc vừa, xếp chị 150.000. Lấy lên giùm em mã coban nha mấy chị nha. Lấy lên giùm em mã coban nè. Chấm bài chia sẻ like giùm em nha. Đây lên cho chị một con đầm này cũng đẹp luôn. Đầm công sở này mấy chị nè. Đầm công sở màu hồng nè. Con này eo 76 độ lại mặc vừa này mấy chị. Eo 76 độ lại mặc vừa nha. Chị nào mua đầm đồ công sở thì mình lấy mẫu này, mặc rất là đẹp cho em. Xem like chấm bài giùm em nha mấy chị nha.
Đây con này đẹp nè mấy chị. Hơi bị đẹp luôn. Bao xinh. Rồi, mẫu này giá gốc là 600 ngàn. Em xem trên like cho chị nào chia sẻ like giùm em. Còn 200 ngàn mẫu em đang mặc thôi. Trời ơi, nhìn nó mặc lên nó y như một cái set đó mấy chị nè. Đó, nhưng mà nó là váy liền giùm em nha. Con này nó may thêm cái lớp này nè mấy chị. Nó che được cái bụng mỡ cho mấy chị nha. Con này em từ 70 cho đến 76 là chị mặc đẹp luôn giùm em. Dáng dài luôn nè. Em cao 1m63 là dài qua gối luôn. Quá trời xuất sắc nha. Chị nào lấy lên giùm em mã hồng xeo chị 200. Chất hơi bị đẹp luôn. Đó, mặc đi làm. Rồi cái chị nào mà thích kiểu công sở thì mình lấy cái này mình cột nơ cũng được. Còn không thì mình thả nó cũng được mấy chị. Đó, xinh chưa? Chị nào lấy thì comment giúp em nhé. Xem không chị? Và 200 ngàn mẫu em đang mặc luôn. Lên cho em mã hồng đi ạ. Lên giùm em mã hồng. Eo từ 70 cho đến 76 là các chị mặc vừa luôn nha. Nó kiểu này nhìn nó hơi lạ lạ, sang sang một tí xíu nè. Có cái bèo bèo này nó che được cái khuyết điểm eo nó hơi bự bự của mình á. Đó, eo 70 cho đến 76 là các chị mặc đẹp nha. Lên cho em mã hồng. Form này nó quá trời xuất sắc nha. Chị nào thích váy công sở thì comment liền giùm em. Xem chị 200 thôi ạ. Rồi lên cho chị con thêm một con tiếp theo. Trời, màu cam nè, màu cam sữa. Lên chị màu cam sữa nha. Rồi màu cam sữa này, con này là eo 72 độ lại mặc vừa nè mấy chị nè. Eo 72 độ lại mặc đẹp nha. Đó, size M, chị nào mà SM thì mặc. Đó, xe cho chị eo 72 độ lại mặc vừa nè. Đây, lên nha chị màu cam sữa nha. Đó, chị nào lấy hồng thì lên giùm em nha. Rồi cam sữa này mấy chị nè. Con này eo 72 độ lại mặc vừa. Em sale trên like cho chị còn 220 ngàn. Con em đang mặc xe chị 220 ngàn nha. Form rất là xinh luôn nè. Đó. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Xe chị 220 ngàn. Trời quá đẹp luôn. Form dáng dài luôn nè. Đây xịn sò cho mấy chị. Đẹp quá ha. 220 ngàn mẫu em đang mặc nha. Đó. Trời ơi xinh lắm. Chị Trang Huyền Ngô nè. Khách mới inbox cho em địa chỉ nha chị yêu ơi. Chốt chị cam sữa nè, 220 ngàn nha chị Trang Huyền Ngô. Eo 72 độ lại mặc vừa nha, chị nào lấy thì comment giúp em. Trời con này đẹp lắm, chị nào mà mua được cái con này về mặc hơi bị tôn da cho em luôn. Đó, bao xịn mịn nha. Quá trời xuất sắc. Rồi lên nhớ chị thêm một con tiếp theo nè, màu nâu siêu đẹp. Con này có cái nơ ở đây dễ thương nè. Rồi con này eo 72 74 độ lại mặc vừa nè. Eo 72 74 độ lại mặc vừa, một em màu nâu siêu đẹp luôn. Con này em cũng sale chị 220. Mẫu này 600 em sale cho chị trên like còn 220 ngàn thôi mấy chị. Trời ơi màu nâu rất là đẹp luôn, bao sang nữa nè. Mẫu này hơi bị đẹp luôn, màu nâu phối trắng, nhìn nó nổi cái váy lên nha. Đây, mẫu này mấy chị nè. Trời ơi, đẹp chưa? Con này em sale chị trên like còn 220 ngàn nha. Giá gốc là 600 giùm em luôn. Eo coi giãn từ 74 độ lại mặc vừa. Chị nào mà eo từ 60 đến 74 là chị mặc được cho em luôn. Đó, form dáng dài giùm em nè. Đó, mấy chị nào mà thích kiểu dài dài mà hơi xèm chút xíu thì lấy con này nha.
tay bao phòng giùm em luôn. Cái này là cái mơ này, mấy chị cái này mình tháo được nha. Đó, bình thường mình mặc xong rồi mình tháo ra, mình gắn một mấy cái váy khác cũng đẹp luôn. Đó, sale chị con em đang mặc, giá gốc là 600, sale chị còn 220 nha. Nhớ chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị yêu ơi. Đó, chị nào lấy thì comment giúp em lên giùm em mảnh nu. Màu nu này các chị mặc lên rất là trắng da cho em luôn á. Kiểu nu mà phối trắng mấy chị nhìn nó nổi cái váy ha. Eo 74 độ lại mặc được nha. Xe cho chị 220.000. Trời ơi, 220.000 con váy em đang mặc. Em nói thiệt với chị không đi đâu mua được luôn. Quá đỉnh, quá đẹp luôn. Đó. Bao sang xịn mình cho mấy chị luôn nha. Xuất sắc lắm, chị nào lấy thì comment liền giùm em nè. Rồi, lên tiếp một em màu đỏ nè, cho chị nào thích màu đỏ nè. Đó, màu đỏ lụa này mặc cũng rất là dịu dàng luôn. Mua váy này về mặc đi chơi nè mấy chị nè. Rồi con này eo 76 độ lại mặc đẹp nha mấy chị nha. Eo 76 độ lại mặc đẹp, một chiếc màu đỏ, con này là đỏ tươi nha mấy chị nha. Đó, mẫu này thì em xem trên like cho chị nào chia sẻ like giúp em. Còn 180.000 mẫu này thôi mấy chị. 180.000 mẫu này giùm em, có mút ngực luôn nha. Form hơi bị đẹp luôn nè. Eo 76 độ lại mặc vừa. Chị nào lấy thì comment giúp em mã đỏ. Cái kia thì 50k thôi. 50k, đưa mở hàng đi. Gẹt gẹt. Mở hàng đó. Thì đưa cái quần thôi. Cái áo cho đi. À, con định bo cho cái áo à? Không. Mở hàng bo gì má. Mỗi cái 50 đó. Mẫu em đang mặc xinh cho mấy chị nha. Con này là chất á. Hơi bị đẹp luôn, đứng cùng cho mấy chị xem này, không biết cái chất gì nhưng mà nó hơi bị lạ lạ, kiểu nó có hộp hộp ở trên này nè mấy chị nè. Đó, xinh chưa? Con này eo 76 độ lại mặc vừa giùm em nha, hai lớp luôn mấy chị nè. Đó, con này em xem trên like cho chị, giá chỉ còn 180.000 thôi. Trời ơi, quá rẻ luôn. Đó, em cao 1m63 là dài qua gối luôn giùm em nha. Form này nhìn nó đơn giản, nhẹ nhàng nữa. Chị nào mà thích kiểu mấy kiểu mà đơn giản như thế này thì mình lấy liền cho em ha. Đó, xe giống chị chỉ có 180.000 thôi, quá rẻ luôn. Đây mấy chị, xuất sắc chưa? Chị nào lấy lên liền giùm em mã đỏ chấm bài giùm em nha. Chị nào mà muốn em lên eo bao nhiêu thì comment cho em sẽ lên cho mấy chị nha. Đưa cũng phải dấu khổ sở quá. Khổ sở giàu đưa tiền. Ai chị nào lấy thì comment giúp em lên cho em đỏ nha. 180.000 mẫu em đang mặc thôi mấy chị. Chị nào lấy comment giúp em đỏ nè, màu đỏ tươi. Cái váy, rồi lên cho em thêm một con màu cam nè. Đưa cho tụi nó thấy tại vì nhớ nhập số lượng đó. Lên cho một đó, chiếc màu cam nha mấy chị nha. Mẫu này là form xè. Con này eo cũng lớn nè, chị nào mà kiếm eo lớn thì mua nha chị. Rồi con này eo 84 độ lại mặc vừa nha. Eo 84 độ lại mặc vừa mẫu này. Đó, siêu đẹp luôn, có mút ngực này mấy chị nè. Ở phần ngực nó sẽ đính cường như thế này giùm em nha. Đó, hơi bị lạ luôn. Mẫu này chị nào chia sẻ livestream giùm em sale chị còn 200.000 mẫu này. Rất là đẹp luôn nha. Bao xịn mình có mút ngực luôn mấy chị. Cái nào vậy màu? Cái cam nào đó chị? Cái cam em chuẩn bị thử luôn. Đưa tờ xong. Thế này em đang like rồi đó chị, cho nên em phải thử lên cho khách coi tại vì đã lỡ nói rồi. Chút mai thì nó cầm lại giờ tờ xăm giống y luôn, cái khác gì đâu. Có khác cái số thôi, tờ 500 với 20 ngàn nhưng mà giống nhau lắm. Coi đẹp nè mấy chị nè. Eo 82 độ lại mặc vừa nha. Chị nào mà lấy thì comment giúp em, lên giùm em mã cam. Còn form hơi bị đẹp, dáng dài luôn nè. Đó.
Chị nào mà cỡ eo 75 cho đến 84 là chị mặc được luôn, 82 mặc được chất co giãn giùm em nha. Ở đây nó có nến cườm này mấy chị, dễ thương lắm, bao đẹp luôn. Chị nào lấy lên giùm em mã cam, xem chị có này trên like, giá chia sẻ giùm em là còn 200 ngàn nha, quá rẻ. Vừa rẻ mà vừa đẹp nữa mấy chị, bao xịn mịn luôn, vải hơi bị mịn nha, mát lên giùm em luôn. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Xe cho chị 200 ngàn, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Rồi lên tiếp cho chị một màu tiếp theo nè, cổ sơ mi. Chị nào thích cổ sơ mi thì mua nha. Mẫu này cũng đẹp, màu này nhìn lên nên rất là sáng da luôn á mấy chị. Màu lạ lạ nè. Rồi con này eo 74, độ lại mặc vừa nè mấy chị nè. Form dáng dài luôn. Em chào chị Ngọc Út ạ, chào tất cả các chị nha. Chị nào mà mới vào xem livestream thì mình chấm bài giùm em, nhớ chia sẻ giùm em luôn nha. Đây, màu đẹp này mấy chị. Em nhà chị Phạm Thoa nha, chào tất cả các chị luôn. Chị nào mới vào xem live muốn lên váy eo bao nhiêu thì comment cho em nha, có em lên cho. Rồi mẫu này này mấy chị nè, eo 74 độ lại mặc đẹp giùm em. Đổ màu xanh này nhìn lạ lắm nha, qua cái màu nâu nâu ở đây này mấy chị nè. Đó, con này chị nào thích cái form dáng thế này thì comment giùm em nè. Rồi mẫu này em share trên live cho chị nào chia sẻ livestream giúp em là còn 201 nha mấy chị nha. Mẫu này share cho chị còn 201, giá gốc là 450 mấy chị nha. Rất là xịn sò giùm em nè. Mẫu này nó sẽ đính cho chị cái nút ở đây, nó sẽ tạo cho chị cái nhìn vào cái vòng eo của chị nó nhỏ lại, nhìn nó rất là đẹp cho em luôn. Đó, eo 74 rồi lại mặc vừa giùm em. Chị nào mà eo tầm 60 cho đến 74 là có chị mặc đẹp luôn. Đó, share chị 201 thôi ạ. Share chị 201. Đẹp quá trời luôn, dáng dài luôn nè. Đó, xịn sò chưa? Chị nào lấy thì comment giúp em mã xanh nha. Lên cho em mã xanh, xe chị 201 ạ. Ừ đúng rồi. Lên cho em xanh, xe chị 201. Con mẹ Vy ơi. Dạ con em đang mặc không có eo 82 chị ơi. Không có eo 82, có eo 74 ạ. Màu đó gì đó? Màu đó bao nhiêu? Rồi lên nhé chị con này nha. Con này eo lên 88 luôn nè mấy chị nè. Con này eo 88 độ lại mặc vừa nha. Đây, siêu đẹp luôn. Con này eo 88 độ lại mặc đẹp nha. Siêu đẹp màu trắng. Con này á hả, bình thường là em bán giá á, rất là cao luôn nè. Đó, giá gốc là 600. Em sale con này trên live cho chị còn 230 ngàn. Sale cho chị 230 ngàn. Mẫu này màu trắng rất là đẹp nha. Đó, kèm cho em cái bông hoa này. Trời ơi, xinh chưa. Chị nào lấy trắng lên giùm em mã trắng nha. Con này eo lớn, eo 88 mặc được luôn. Chị nào đang kiếm váy size lớn thì lấy con màu trắng này nè. Con em đang mặc eo 74 nha mấy chị nha. Sale chị 201 thôi. Quá đẹp, chị nào mà mặc vừa thì mình lấy liền đi mấy chị. Chị nào mà size lớn lớn thì mình lấy con này cho em nha. Xe chị 230 ngàn, giá gốc là 600 ngàn luôn mấy chị. Con này hai lớp rất là dày dặn giùm em. Màu trắng nè, vải hơi bị đẹp luôn nha. Đó, mẫu này bình thường có xe trên line cũng 300 rồi mấy chị nha. Rất là xịn sò giùm em luôn. Dáng dài luôn nè, eo lớn, eo 88 độ lại mặc vừa.
Chị nào lấy thì comment giúp em mã. Đây giùm em mã trắng nha. Lên giùm em mã trắng L88 loại mặt đẹp với chị. Con này là L size lớn. Đó, chị nào lấy thì comment giúp em. Size của chị 230.000. Quá đẹp luôn. Đây, quá trời xuất sắc. Xinh lắm, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Size của chị à. Size chị 230.000 mẫu em đang mặc nha. Chị nào lấy trắng là như em mặc trắng nè. Quá đẹp. Chị nào lấy trắng là chị em mặc trắng. Rồi lên cho chị à. Mẫu hàng con này hàng thiết kế của Quang Dũng này mấy chị nè, body nha. Đó, mẫu này cũng rất là đẹp luôn, màu xám. Con này là giá gốc là 600, em sale trên line giúp chị còn 280 nè. Màu này hơi bị đẹp luôn nha mấy chị nha. Màu này lạ nè, chị nào chưa có cái màu này mua màu này đi mấy chị. Xám. Con này L82 84 độ lại mặc được nha mấy chị nha. L82 84 độ lại mặc vừa. Con này là hàng thiết kế của Quang Dũng nha mấy chị, chất thun u mì cao cấp loại 1 giùm em. Chị nào mà mặc hàng Quang Dũng bên em nhiều lắm chị biết. Chất em nó thiệt luôn á, bao đỉnh luôn đúng không mấy chị nha. Cực kỳ đẹp, lên form chuẩn lắm. Đó, mặc vô mát nữa chứ. Quá trời xịn sò luôn. Chị nào lấy thì comment với em mã xám sẽ chị 280 ạ. À. Trời ơi, bữa giờ. Đẹp. Đây con này đẹp này mấy chị nè. L82 84 độ lại mặc đẹp nha. Đó, con này mà chị nào L76 độ lên thì chị mặc vừa. Chứ dưới L76 thì mặc sợ nó hơi bị rộng cái eo một chút xíu. Đó, mặc cái này mà ôm form của chị là hơi bị đỉnh. Đó, mẫu này em sale trên line chị còn 280.000 nha. Chị nào lấy liền cho em mã xám đi ạ. À. Chất thun u mì cao cấp loại 1 giùm em. Em nói thiệt mặt con này lên là gọn cái dáng lắm mấy chị nè. Ở đây nó có phụ kiện, nó cái loại nó may xoắn như thế này nó sẽ làm cho cái eo mình nhỏ lại mấy chị nha. Nó đẹp xỉu. Đó, dáng rồi mấy chị nè. Cân chưa? 280.000. Chất thun u mì cao cấp loại 1 giùm em nha. Hàng thiết kế của Quang Dũng, chị nào mà chưa sở hữu được cái chất liệu này các chị mua thử một em mặc thử đi mấy chị. Nó mặc nó nói chung là mặc là bị ghiền luôn á. Hơi bị đẹp nha. Đó, mát mẻ nữa mà form lên cũng rất là chuẩn cho em luôn. Xe chị 280.000. L84 đổ lại mặt vừa cho em nè. Lên cho em mã xám nha. Lên giùm em mã xám. Rồi em lên nhớ chị một con vàng lụa nè. Một con vàng lụa nhớ chị có mút ngực nha. L95 hả? L95 thì chị chỉ có mặt form suông thôi nha chị Bá Nguyên ơi. Có mặt form suông thôi. Rồi lên nhóm chị con vàng lụa nè, rất là đẹp luôn. Con này L76 rồi lại mặc đẹp mấy chị nè. Lụa vàng L76 rồi lại mặc đẹp nha. Mẫu này em sale trên line cho chị là còn 220. Quá đẹp, lụa vàng L76 độ lại mặc đẹp luôn. Chị nào lấy lên giùm em mã lụa vàng này. Mẫu này nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Nhìn nó nhẹ nhàng lắm nha, chất này là chất lụa mấy chị nha. Đó, tay bao phòng giùm em nè. Rất là cân giùm em. Con này có mút ngực dày dặn luôn nha mấy chị nha. Em xem con này cho like cho chị còn 220 mấy chị. Xe chị còn 220. Quá xịn sò nha. L76 lại mặc vừa. Chị nào mà eo từ 70 cho đến 76 là mặc được cho em con này nha. Đó, xe chị 220.000 thôi. Quá đẹp luôn, dáng dài luôn nè. Chị nào mà thích mấy cái form này mình tranh thủ mua đi mấy chị. Tại vì các chị biết sao không, đi ra ngoài mà mua lụa là không có giá 200 mấy đâu. Đảm bảo với chị luôn, muốn 500 trở lên thôi nha. Đó,
lấy lên liền giùm em mã lụa vàng, form cực kỳ dễ thương luôn, mặc đi tìm mặc đi chơi gì cũng được hết. Con này là kiểu nó tay lỡ lỡ như thế này nè, nhìn nó cũng kiểu sang trọng nữa mấy chị. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Sale cho các chị 220. Rồi ok, vàng chú chị Lê Ngọc Hân nè. Vàng này đẹp lắm mấy chị Lê Ngọc Hân ơi. Em có thiệt hơi bị đỉnh. Ngọc Hân hay Ngọc Ngân? Ngọc Ngân. Tôi ở đây nhưng mà tôi nhìn là Ngọc Ngân hay Ngọc Hân. Chị dạo đây thì có chị Ngọc Ngân, còn hồi xưa có chị Ngọc Hân. Chị Bá Nguyên ơi, eo chị 95 thì chị mặc được mấy con form như thế này nè. Đó, mấy con này mặc lên rất là sang nha. Hàng của Adela đó mấy chị. Hơi bị xịn sò. Con này giá gốc là 689.000, em sale trên line cho chị còn 160.000 mẫu này. Sale trên line còn 160.000, con này theo ở đây nha. Chị nào lấy suông lên giùm em mã suông. Em mới nhận ba cái đầm. Dạ, hàng đẹp là chắc chắn phải quay lại mua rồi mấy chị. Con này size XL nha mấy chị nhá. Eo 90 độ lại mặc đẹp cho em con này. Đó, hơi bị xịn sò luôn. Chị nào lấy thì comment giúp em mã suông này. Lên cho em mã suông. Đầm tay dài. Con này là kiểu vải von nha chị Hạnh Nguyễn ơi. Con này là vải von. Von lụa. Con này đẹp lắm. Con này là vải von lụa giùm em. Hơi bị xịn sò nha, em mặc thử cho chị xem. Đầm tay dài mà size lớn là em eo 80 đúng không chị Ngọc Út, hay là chị eo bao nhiêu? Đầm tay dài em giờ em chỉ còn vài con nhỏ nhỏ. Eo 82. Đó, đẹp chưa nè. Su hơi bị đẹp nha. Đó, rất là cân cho em luôn. Chị nào mà muốn mặc chuẩn cái này là eo của chị 82 độ lại, chị mặc đẹp. Tại vì các chị biết làm sao không? Mặc cho nó rộng rộng, nó suông suông là nó mang đúng đúng với chất là váy suông luôn mấy chị. Đó. Đẹp chưa? Hơi bị cân, nó theo ở đây nè mấy chị nè. Đó, chị nào lấy suông lên giùm em mã suông nha, sale chị 160.000. Quá đẹp, chị nào lấy suông lên giùm em nè. Suông này rất là đẹp, mấy cái con vải suông này các chị là mặc là chỉ có thích thôi. Thiệt luôn á, nó dễ chịu lắm mấy chị. Đó, đẹp chưa? Lên giùm em mã suông đen suông nha, suông xanh đen. Rồi lên cho chị con vàng là đẹp nè. Cái trắng hồi nãy em mặc vừa không? Chị Ngọc Hân ơi, cái con trắng này là eo nó hơi lớn. Hôm nay tự nhiên mập lên 56kg rồi nè. Ăn nhiều quá đúng không? Ăn nhiều quá chứ không có cái vụ mà nó tự nhiên mà nó mập lên được. Chị Ngọc Út ơi, không có vụ mập lên được. Ăn nhiều quá nó mới mập. Đúng không? Ăn nhiều quá mới mập đúng không? Con này, con trắng này đúng không chị Lê Ngọc Hân ơi? Con trắng này eo tới 88 độ lại mặc được. Đó. Nếu mà chị mặc thì em sợ nó hơi rộng một chút xíu, nhưng mà thích thì mình cứ mua thôi. Đó, về mình ưng thì mình bóp lại cho vừa người của mình. Tại vì cái mẫu này vải hơi bị đẹp, ăn đêm. Đó là tác nhân gây lên mập á. Em một tháng lên 7kg cũng vì ăn đêm đó. Thiệt luôn á, không có cái gì mà tự nhiên mà mập lên hết. Chỉ có ăn nhiều mới lên thôi. Đó, còn có nhiều người á, em có thể không ăn, hít không khí vẫn lên. Rồi em lên nhớ chị con su này đẹp nè. Con suông này hơi bị đẹp luôn nha. Đó. Con này xịn sò lắm. Con này có hai size, size XL và 2X. Con này em sale cho chị trên line còn 180.000.
rất là đẹp cho em luôn. Chị nào mà eo lớn lớn thì mình lấy mấy con này mà mặc nha. Đẹp lắm, giá gốc của nó là tới 689.000 luôn các chị này. 689.000 hàng của Adela nha mấy chị nha. Đó. Đẹp xuất sắc, chị nào lấy vàng nữa giùm em mã vàng sale của chị 180 nè. Nha, chị nào lấy suông lên giùm em. Suông vàng 2X cho chị Hạnh Nguyễn 180 nha chị yêu ơi. Em còn size XL nha mấy chị nha. Vàng em còn size XL, chị nào lấy vàng lên giùm em mã vàng. Em nói với chị là mặc mấy con suông này nó sướng lắm. Đó, mặc hơi bị thoải mái luôn. Con này là nó không có kiến dáng đâu mấy chị nè. Em cảm ơn chị Lâm Quỳnh Hoa nha, em chào chị nè. Mấy con này thì mặc nó thoải mái, đảm bảo luôn á mấy chị. Em còn size XL nha, em còn size XL. Chị nào mà eo cỡ 82 độ lại đó chị mặc sẽ đẹp. Kiểu là mình mặc để cho nó có cái độ suông mấy chị. Đó, có cái độ suông nha. Tại chị mua trừ hao có gì bóp lại, hà rộng còn hơn chật đúng không? Thà rộng còn hơn chật chứ mà chật là về tiếc lắm thiệt sự. Rộng bao nhiêu cũng bóp được hết á, chật thì bỏ tay. Coi em đang mặc còn XL nha, 180.000. Maxi đi biển không? À, eo bao nhiêu chị Hành chợ Hà Hạnh Trần ơi, eo chị bao nhiêu nè, em có maxi luôn. Vàng em đang mặc à, eo bao nhiêu vừa? Con này size 2X là eo 86. Nhưng mà ý là nó là form suông, nói chung là eo cũng cỡ đường trăm độ lại. Cái trắng bao nhiêu tiền? Cái trắng 230 nha chị Lê Ngọc Hồng Ngân ơi, 230. Con nó 600 em sale còn 230. Đó. 2X này mà nếu mà đeo hết cỡ là eo được gần 100 nha. Eo gần được 100 á chị Hạnh Nguyễn ơi. Con này là eo gần được 100. Nhưng mà bình thường chị mặc size 2X thì bây giờ chị lấy 2X là chị mặc đẹp rồi. Tại vì nó là form suông á chị. Mình mặc vào cho nó phải có độ rũ thì nó mới đẹp. Chứ mà mình mặc vừa luôn á thì nó lại không đẹp lắm đâu. Vàng em đang mặc còn eo 82, 84 độ lại mặc đẹp nha mấy chị nha. 80, 82 độ lại mặc đẹp. Kiểu là mình mặc cho nó rộng rộng á mấy chị. Kiểu mình mặc rộng rộng cho nó ra được cái phong suông. Đó. 180.000 thôi, 180.000 rất là đẹp nha. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Xanh Dương hồi nãy em mặc là size XL nha chị Hạnh Nguyễn ơi. Vàng XL cho chị Minh Khánh 180 nè. Dài tay mặc cho đỡ đi nắng hả? Mà eo 82 luôn hả? Eo 82 tay dài. Đợi em chút xíu rồi xíu em coi thử nè. Mấy mẫu này được không chị Ngọc Út? Mấy mẫu này được không? Mấy mẫu này đẹp nè. Nó bị xinh. Mẫu màu vàng này nha. Mẫu màu vàng này 1 chiều. 1 chiều 250.000. Em sale cho chị còn 260.000 mẫu này. Sale trên live chị còn 260.000 mẫu này. Siêu đẹp. Đẹp lắm nè. Con này eo đến 86 lại mặc đẹp nè mấy chị. Eo 86 rồi lại mặc đẹp nha.
Con này tay dài eo 86 rồi lại mặt đẹp. Em sale cho chị nào chia sẻ livestream cho em là 260.000 mẫu này nha mấy chị nha. Các chị có thể mang cho em cái thêm cái đai dây nịt vô để cho nó ra cái form cũng rất là xịn luôn. Mấy con này là dài tay mà size lớn này chứ, dài tay mà size lớn là em hết rồi. Không còn nữa. Suông em vẫn còn đó mấy chị, suông em vẫn còn, để em lên nữa cho nha. Suông vẫn còn rất là nhiều luôn. Bao đẹp. Con này sale 260. Eo 86 là lại mặc được luôn. Mấy con này đẹp lắm. Nhưng mà mặc tay dài thì hơi nóng. Thật sự mặc tay ngắn thì đen da, mà mặc tay dài thì hơi nóng, cũng kiểu vậy á mấy chị. Đây mấy chị mua mấy cái này nè. Eo 80, 82 là vừa. Dạ. Nhưng mà để em coi thử còn không. Con này thì em được eo 86 nè. Đó, các chị kiếm cho em mấy cái đai thắt lưng như thế này nè. Đó, các chị chỉ cần mang vô thôi là eo của mình bao nhiêu cũng vừa hết nha. Mẫu này em sale chị 260.000. Mẫu này đẹp lắm á. Hơi bị stan, con này là tới 1.250.000. Đó, các chị qua shop là cũng không có giá này đâu. Chị có bán trên live thôi, vừa bán vừa tặng cho mấy chị á. Mẫu này là ít khi live lắm luôn á mấy chị. Lâu lắm rồi đó. Nói chung là về hàng em live được đúng một lần, tới bây giờ mới live lại cho mấy chị luôn. Sale 260.000 nha. Chị nào thích thì lên cho em. Con này eo tới 86 nha mấy chị nha. Eo 86 rồi lại mặc vừa. Quá trời xuất sắc. Rồi đợi em chút xíu nha mấy chị. Rồi lên nhớ chị con này nè. Con này đẹp nè. Con váy vàng em mới mặc hả chị ơi? Con là form suông nha. Em có size XL với 2X. Eo tầm 86 rồi lại mặc vừa form suông. Mà hình như màu vàng đó hình như em hết rồi gì vậy chứ. Hình như hết rồi sao mấy chị. Con này cũng đẹp nè. Đây chị Ngọc Út ơi, chị lấy con này được không? Lấy con này nè, con này eo 80 ấm 2 nè. Con này là em sale 650, sale 50% là còn. Sale cho chị con này 300 nè. Sale chị con này 300 nha. Chị nào lấy thì comment giúp em. Sale chị con này 300. Eo 80, 82 độ lại mặc vừa luôn chị Ngọc Út. Thì còn đúng một con này size váy tay dài luôn á. Còn lại mấy con tay dài toàn là kiểu vải á. Chỉ có hợp với mùa đông thôi. Mùa hơi nóng nóng một tí. Đó. Đẹp đúng không? Em chốt cho chị con này nha. Giá 300. 650 mà thôi sale luôn cho chị 300 thôi. Dạ đầm em đang mặc là size 2X luôn á chị Hạnh Nguyên ơi. Đầm em đang mặc là 2X luôn á. Đầm công sở có cổ eo 80 hả? Đầm body công sở hả? Body công sở mà eo 80. Đợi em chút xíu đi, để em coi thử còn không nữa. Rồi mẫu em đang mặc nha, size 2X đó chị Hạnh Nguyên ơi. Lấy thì em sale chị 260 mẫu em đang mặc. Mẫu em đang mặc thì sale chị 260. Thiệt luôn á, mẫu này em tới 1.200 mấy luôn á mấy chị nè. Đó, chị nào mà thích thì lên cho em nha, chứ không là tiếc lắm. Siêu đẹp luôn. Quá trời xịn sò. À, chị nào hỏi Maxi. Đây em có mấy con này maxi đi biển nè. Hết tay dài rồi đó chị yêu ơi, hết tay dài rồi hay gì á. Còn mấy tay dài mà kiểu form thế này nè. Trong hết, hình như hết tay dài mà kiểu mỏng mỏng rồi đúng không cha? Bây giờ tay dài nó chỉ có mấy mẫu này thôi chị Ngọc Út ơi. Tay dài bây giờ chỉ có mấy mẫu này. Chị Minh Khánh, nếu mà chị lấy đầm công sở body, đầm công sở body có cổ thì sợ hơi khó. Rồi lên nhớ chị con maxi này đi biển nè. Thôi bị đẹp luôn nha.
Chị Hạnh Nguyên có lấy mẫu em đang mặc thì lên giùm em nha. Coi em đang mặc size 2X luôn á, mà em mang cái bèo vô á. Mang cái bèo vô cho nó ôm lại. Rồi mẫu này eo 72 74 độ lại mặc vừa. Em sale con này cho chị 120 ngàn mấy chị. Sale con này 120 ngàn. Trời ơi đi đâu mua được, giá gốc của nó tới 600 ngàn luôn á mấy chị nha. Mẫu này em có hai màu, màu xanh với màu tím. Màu xanh với màu tím chị nào lấy thì comment giúp em nè. Lên giùm em mã xanh hoặc tím 120, eo 72 đến 74 là các chị mặc đẹp nha, có cổ luôn. Đi biển là hơi bị túc sắc. Mẫu em đang cầm tay dài eo bao nhiêu? Đợi em chút xíu. Eo vậy bao nhiêu? Con này eo cũng lớn lắm đó, để em đo lại xem. Tại vì cái này là tính ra là nó là chuẩn 2X rồi mấy chị. Chị Hạnh Nguyễn ơi, con này là dạng như là chuẩn 2X á. Con này eo tới 88 luôn á chị Hạnh Nguyên. Con này eo 88 độ lại, size chuẩn 2X á. Con đó eo 86 88 độ lại mặc được nè. Eo 86 88 độ lại mặc được nha. Con này là chuẩn size 2X luôn, đến eo 88 lận á. Lấy thì comment giúp em, đẹp lắm. Lên cho em đi. Hơi bị xịn sò. Con này size XL. Con này em đang sale là còn 255 ngàn. Con này em đang còn sale 255 ngàn. Chị Ngọc Út, con này là size 2X. À con này 1X, nhưng mà chắc eo 78 thôi. Con này được eo 78 nè chị. Size XL nhưng mà eo 78. Con này cũng đẹp lắm. Em sale chị 255 ngàn. 255 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Siêu đẹp luôn. Rồi em lên mẫu em đang mặc cho mấy chị nha. Mẫu em đang mặc em sale chị 120 ngàn. Maxi mấy chị, eo 70-72 độ lại mặc đẹp luôn. Thiệt luôn á mấy chị nè. Dáng nè, xịn sò chưa. Con này là hả, em cao 1m6 á, 3 là dài tới tới mắt cá nha mấy chị nha. Đẹp xuất sắc luôn á. Quá trời xuất sắc luôn. Đó. Chị nào lấy thì comment giúp em. Em có hai màu, màu xanh với màu tím. 120 thôi ạ. Màu xanh với màu tím 120 ngàn. Đẹp ơi là đẹp. Đi đâu mà mua được mấy chị ơi. Không đi đâu mà mua được kia mấy con này hết á. Thiệt sự. Gọi là đẹp của đẹp luôn. Đó. Có túi luôn giùm em nha. Sẽ có túi luôn mấy chị. Xinh lắm, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Sale chị 120 ngàn. Lên cho em là mã tím hoặc là xanh nha. Maxi đi biển nè. Chị nào lấy thì comment giúp em. Lấy thì comment giúp em nha. Rồi em lên con này sale chị 255. Trong con này, người trong kho còn xa, còn con này không? Đó, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Đây, lên nha chị con này. Con này cũng rất là đẹp luôn. Chị nào thích thì comment giúp em. Con này là eo 78 độ lại mặc vừa nha. Sale cho chị con này là 255 ngàn. Sale chị 255 ngàn. Form hơi bị đẹp luôn á mấy chị. Đó, xếp ly ở dưới nè. Mấy mẫu này thì kiểu như dạng sang sang á. Đó, rất là đẹp luôn á, thiệt. Mấy con này các chị mặc đi chơi, đi tiệc gì cũng được hết. Nhìn nó lịch sự mà nhìn kiểu nó sang á. Cho chân váy nó dập ly nè mấy chị nè. Đó. Con này là giá gốc 501, em xem 50% trên like giống chị là còn 255 ngàn. 255 ngàn lên giùm em nha. Lên giùm em mã 255. 255, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Rồi em có con này size to nè. Áo tay dài màu đỏ của chị phải không Hiền?
con nó màu đỏ hả? Đúng rồi, con 300 đúng không chị Hà Ngọc Út ơi, con 300 là của chị á. Hồi nãy em chốt cho chị con được con 300. Rồi lên cho em con này tay dài nè mấy chị nè. Con này tay dài nha, con này em có size L với lại 2X. Size L thì eo 74, 76 rồi lại mặc vừa. 74, 76 rồi lại mặc vừa. Con này eo 80 rồi lại mặc đẹp nè. Con này eo 80 rồi lại mặc đẹp nha. Hơi bị xịn sò cho em con này luôn. Con này em sale chị 250. Con này em sale chị 250 nè. Chân váy màu đen thôi mấy chị. Lên form y chang con em đang mặc nha. Lên form giống em đang mặc. Con này em có eo 80 với lại eo 74, sale chị 250. Lên giùm em mã 250 kèm size nha. 250 kèm size eo 80 với lại eo 74 giùm em. Còn con em đang mặc là 255. Con em đang mặc là 255 mấy chị. Chấm bài giùm em nha, các chị ưng coi cái gì thì comment giúp em nè. Rồi lên một con đầm màu vàng nè mấy chị nè. Con này là form ngắn nha, cho chị nào thấp người. Form ngắn cho chị nào thấp người nè. Con này eo 76 rồi lại mặc đẹp nha mấy chị nha. Eo 76 rồi lại mặc đẹp cho em con này. Eo 76 sale chị 170. Xe chị 170 ngàn màu vàng nè. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Xe chị 170. Quá trời xịn xò luôn. Chị nào mà kiếm body công sở mà có cổ eo 80 là không có nha. Màu đó em hết rồi, em hết hàng rồi mấy chị. Con này đẹp chưa nè. Đó. Chị nào lấy thì comment giúp em. Con này em xe chị 170. Mẫu này em xe chị 170 nha. Chị nào lấy lên vàng cho em nè. Chị nào lấy vàng lên giùm em vàng. Xe chị 170. Quá đẹp luôn. Con này các chị mặc đi chơi được. Nói chung là chị nào mà dưới 1m6 thì mặc mấy con này nó không quá dài mấy chị ơi. Mấy con này sẽ không quá dài cho mấy chị nha. Rồi em còn có con suông này nè. Dạ hết tay dài rồi. Đợt này em về được ít tay dài lắm chị ơi. Đợt này về ít tay dài lắm. Rồi lên cho em con này nè mấy chị nè. Con này em có size XL. Con này em có size XL. Em xe con này cho chị là 270 trên line nha. Con này xe chị 270 trên line form suông nè. Lụa hơi bị đẹp luôn. Lụa hơi bị đẹp luôn mấy chị. Con này chị nào mà bình thường mặc size XL thì giờ mình lấy nha. Em đo được eo 90 độ lại mặc vừa mấy chị. Eo 90 độ lại mặc vừa. Theo ở đây chị nào lấy nu lên giùm em mà nu size XL xe chị 270. Con này xe chị 270 váy suông này, bao đẹp luôn. Lên đầm hoa đi. Ok, đợi em lên đầm hoa cho. Chị kéo xuống giùm em. Mua tay lỡ lỡ mà chưa đầm. Rồi con em đang mặc nha. Form suông này mấy chị. Con này xe chị 270. Con này đẹp lắm. Nó bình thường em bán trên line là 350 đó mấy chị. Bình thường bán con này trên line là 350. Bây giờ xe chị còn 270 thôi. Eo 90 độ lại mặc vừa nha. Thôi bị đẹp luôn. Em có hai con size XL. Chị nào lấy lên thì em mã no XL. Con này tay đẹp lắm nè. Mặc mấy kiểu này là nó không có kén dáng á chị. Các chị gầy mặc cũng sang, mà các chị tròn người mặc cũng sang nha. Đó, mấy con suông này hơi bị đẹp. Suông có 2X không? Suông này thì không có 2X rồi tình yêu ơi. Con này không có 2X. Con này treo lên đây hết rồi hả, đúng không Trâm? Mấy mẫu suông suông này treo lên đây hết rồi hả? Còn trong kho không? Để em coi thử còn cái nào 2X không. Em có con này 2X nè chị Hạnh Nguyên. Con này 2X. Con này đầm Hồng Kông nha. Con này đầm Hồng Kông.
size 2X. Con này là 549.000, em đang sale 50%. Sale 50% con này cho chị. Em xem thử còn bao nhiêu. 549.000 chia. Con này em sale chỉ còn 270. Mẫu này sale chỉ còn 270, size 2X nè, lên giùm em mã đen đầm Hồng Kông nha. Đầm Hồng Kông, đầm Phong Xuân là em hết hết rồi, mấy chị còn được vài con thôi. Còn được vài con size XL, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Em có con đen là size 2X nè chị Hạnh Nguyên. Lấy thì comment giúp em nè. Lấy thì comment giúp em nha. Sale 270 mấy chị. Sale 270. Con này đầm Hồng Kông đó mấy chị nha. Giá gốc là 549.000. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Siêu đẹp luôn. Nè chị nào còn cái màu xanh nè, chị nào size XL chị nào lấy thì lấy nè. Hàng Adela mấy chị. Con này em sale cho chị 180. Sale 180 màu xanh. Size XL chị nào lấy comment giúp em mã xanh nha. Xanh XL theo 180.000 đó chị. 180.000 cho em con xanh này, lên giùm em mã xanh nè, siêu đẹp luôn. Size XL thôi. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Lên con đen. Con đen này size XL này. Xuân là em hết sạch sành xanh rồi, đợt này cũng không có về xuân được nhiều mấy chị. Con này đẹp nè. Con này rất là sang cho em luôn nha, có túi. Sang lắm, size 2X đó mấy chị. Màu đen luôn, mặt nó sẽ gọn người. Đó, chị nào mà thích thì comment giúp em nha. Đầm Hồng Kông á. Con này đầm Hồng Kông sale của chị còn 270. Sale chị 270, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Đây, lên váy hoa. Lên váy hoa cho mấy chị nè. Con này có size nè mấy chị nè. Con này hình như em nhớ em có size hay sao á. Con này em có size luôn nha mấy chị nha. Con này sale cho chị còn 180 ạ. Con này sale chị 180. Lên giùm em mã hoa nè. Hoa sale chị 180, chị nào lấy hoa lên giùm em mã hoa nha. L74 độ lại mặt đẹp. L74 độ lại mặt đẹp, chị nào lấy lên giùm em mã hoa, sale chị 180.000. Mấy con này mặc đi tiệc, mặc đi chơi. Đi uống cà phê, đi du lịch đồ gì á. Rất là xịn sò luôn. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha, chấm bài giùm em. Con này L74 độ lại mặt đẹp nè, sale chị 180 thôi mấy chị. Con này là lưới nha. Nếu mà các chị mặc áo dây thì nó sẽ không bị lòi đâu, tại vì cái này là do em đang mặc cái áo bra ở trong á nên là nhìn nó hơi bị lòi cái áo của trong. Đó, con này hai lớp như thế này luôn. Chị nào lấy lên giùm em mã hoa nha. L74 độ lại mặt đẹp. Con này L74 độ lại mặt đẹp nè, gán nè mấy chị nè, xịn chưa? Chị nào lấy hoa lên giùm em mã hoa nha. Hình như con này em có size á. Có XL. Còn ba con nó thì ba con hả? Một cái XL, một cái XL, một cái 3XL. Con này còn XL. XL chỉ được E74 thôi. Với lại gì? XXL. 2X. 3XL. 2X với 3X thôi. Con này chắc eo tầm 80 độ lại mặt đẹp nha. Con em đang mặc em có eo tầm 80 độ lại mặt đẹp. Chị nào lấy thì comment với em mã hoa đi ạ. Lên cho em hoa kèm vòng eo nha mấy chị nha. Hoa kèm vòng eo em sẽ lấy size cho mấy chị nha. Trời ơi, con này đẹp xỉu luôn. Xe chị 180.000 thôi. Giá gốc là 400 đó mấy chị nha. Giá gốc là 400, em sale chị 180.000 thôi. Nói một hồi líu lưỡi mấy chị. Sale chị 180.000, quá đẹp. Chấm bài giùm em nha, chấm bài giùm em. Rồi lên một con hoa này nè. Con này giá gốc là 500, em sale trên live cho các chị còn 150. Sale con này cho các chị còn 150 nè. Thiệt luôn á, mấy mẫu này xinh lắm mấy chị. Hoa đợt mùa này hoa em cũng về được ít, chưa về lại được nhiều nè. Đó, nên là chị nào thích thì mình lấy liền nha mấy chị nha. Con này được eo 84 độ lại mặt vừa nè.
ôm body eo 84 đổi lại mặt đẹp nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em mã rêu. Con này lên cho em mã rêu, sale chị 150 ạ. Rêu sale chị 150. Hoa 180, chị nào lấy hoa lên giùm em mã hoa. Đâu cái này quá. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha, chấm bài giùm em nè. Mấy chị muốn lên gì nữa comment em lên cho nha. Đây, xịn sò lắm. Chị nào lấy rêu lên cho em rêu. Con này em sale cho chị 150 thôi mấy chị. Hoa 150. Con này là eo từ 76 cho đến eo 88 là eo 86 mặc được nha, tại vì nó còn có độ co giãn nè. Eo từ 76 đến 86 là chị mặc vừa lên cho em mã rêu. Đó. Lên cho em mã rêu nha, rêu body. Lên cho em nè, rêu body mấy chị. Sale chị 150. Chấm bài giùm em nè. Rồi lên nhóm chị một con tiếp theo. Con này sale chị trên line 170. Sale trên line nhóm chị 170.000. Màu này cũng nhã nhặn nè. Chấm bài giùm em nha. Để em coi thử còn cái gì nữa không. Mấy chị muốn coi cái gì nữa comment em lên cho nha. Có đồ bộ nè, có quần nè. Đó, muốn coi cái gì cũng comment giùm em. Con này eo 72 độ lại mặt đẹp nè. Eo 72 độ lại mặt đẹp, sale chị 170 nha. Con này em sale chị 170, chị nào lấy thì comment giúp em. Đây vậy em mã 170. Con này eo 72 độ lại mặt đẹp nè mấy chị nè. Eo 72 độ lại mặt đẹp sale chị 170.000. Lên cho em mã 170 đi mấy chị ơi. Đó, xịn sò chưa? Chị nào lấy thì comment với em nha, mã 170. Quá trời xuất sắc cho em luôn. Hoa nhã nhặn lắm. Con này hoa nền nhã nhặn nè. Lên cho em mã 170 nha. Rồi lên cho chị một con màu vàng nè mấy chị nè. Con vàng này cũng hàng thiết kế đây mấy chị ơi. Con này size 2X nè. Chị nào size lớn thì lấy ha. Con này em sale trên like chị còn 200. Mẫu này giá gốc là 600, sale trên like còn 200 nè. Eo lớn nha mấy chị nha. Con này eo lớn nè. Con này co giãn đến eo 88 nha mấy chị nha. Eo co giãn đến 88 nè. Chị nào lấy lên giùm em mã vàng. Con này là tầm 78 cho đến eo 88 là các chị mặc được nha. Đó, chứ còn nhỏ hơn thì mặt sẽ bị rộng. Con này size 2X. Chị nào lấy lên giùm em mã vàng 200. Eo 88 đổi lại mặt vừa. Chị nào lấy comment với em vàng 200 nè. Đó, con này siêu đẹp luôn. Lên giùm em mã vàng 200. Lên giùm em mã vàng 200 nè. Để dài vài bữa nữa chị mua thêm dài tay rồi gửi luôn được không em? À, chị Ngọc Út chị inbox giùm em nha. Mấy khi nào mấy bạn chốt á, chị nói mấy bạn giùm em nha. Rồi chị nào lấy coi em đang mặc thì lên giùm em nè. Đó, con này eo 88 độ lại mặt đẹp, sale chị 200 luôn, lên cho em mã vàng. Con này mà nó ôm cái eo của chị lại là đẹp lắm nha. Chị nào mà size lớn thì lấy con này đi mấy chị. Em sale chị còn 200 thôi, vải hơi bị đẹp, đảm bảo với chị luôn, nhận hàng là chị có mê thôi. Đó, bao xịn sò cho em mẫu này nha. Lên cho em mã vàng nè. Sale cho chị chỉ có 200 ngàn thôi mấy chị. Trời ơi, xinh lắm á. Rất là sang cho em với mẫu này. Lên giùm em mã vàng nha, sale chị 200. Vàng sale chị 200 nè. Vàng cho chị Ngọt Út nè. Con vàng này cũng đẹp. Rồi lên nhớ chị một con màu trắng eo 80 đổi lại mặt vừa nè. Màu trắng eo 80 đổi lại mặt vừa. Con này em sale chị 220. Vải không dày, em không lấy tiền luôn nha mấy chị nha. Con màu trắng này em nói thiệt với chị luôn á. Eo từ 8
70 cho đến 80 là các chị mặc vừa. Nó còn có độ co giãn này, các chị eo bao nhiêu thì nó sẽ giãn ra nha. Con này eo 70 các chị mặc cũng không có bị rộng đâu nè. Rất là xịn sò giùm em luôn. Xe cháu chị giá chỉ còn 220. Đẹp lắm, mấy con này các chị mua đi thiệt luôn á. Mấy cái size mà nó xè xè. Mấy con xè như thế này nè. Không có đâu mấy chị, nó hết luôn thiệt sự. Chị Ngọc Út lấy con trắng này nữa hả? Con này đẹp lắm, em nói thiệt sự luôn á. Đây, nó hai lớp luôn. Con này thì các chị mặc áo ngực thấp thấp xuống giùm em. Chỗ đẹp quá. Em hơi bị thích mấy con mà kiểu nó xòe xòe như thế này luôn á. Trắng của chị Ngọc Út nè, xe chị 220 nè. Đẹp xỉu. Rồi lên cho chị màu xanh nè. Con màu xanh này đẹp nhưng mà size em còn body nha. Con này là body. Con này em xe chị 230. Mẫu này xe trên line cho chị 230 nè. Màu xanh bơ. Mẫu này chị nào eo mà mặc vừa lấy thì mấy chị cái màu này nó trắng da lắm. Eo được 78 thôi. Con này eo 78 độ lại mặc vừa nha. Eo 78 độ lại mặc vừa xanh bơ. Em xe chị 230 nè. Cái màu mặc phụ kiện được không em? Là sao? Cái màu mặc phụ kiện được không em? Là sao? Không hiểu. Không hiểu. Bó tay luôn. Comment rõ hơn cho em nha. Màu vàng mặc phụ kiện. Màu vàng á, màu vàng mặc phụ kiện không em? Con màu vàng nữa hả? Có màu vàng phụ kiện là sao? Con màu vàng nó cái hoa đằng trước á chị, cái con nó tháo ra được. Cái con hoa nó tháo ra được nha. Mặc váy khác gắn vào được. Màu vàng thì lúc nào các chị nhìn vậy thôi chứ mặc lên da rất là trắng da. Đó, nếu mà phối phụ kiện thì mình mang giày trắng, mang giày đen gì đó cũng được, túi đen. Mấy màu đó là màu quốc dân rồi, rất là dễ mặc. Rồi, màu em đang mặc eo 78 một loại mặc vừa nè. Con em đang mặc eo 78 một loại mặc đẹp, xe chị 230 ngàn. Con này đẹp lắm, thiệt sự luôn á. Con này hôm bữa mấy chị á, mấy chị hỏi em còn size lớn không? Mà rất tiếc là không có size lớn. Chứ hồi nếu mà còn size lớn là nó không còn nằm ở đây nữa mấy chị. Tại vì cái màu này em nói thiệt với chị, nhìn lên like này các chị thấy không? Em mặc cái màu này nhìn cái tông da của em nó bực hơn. Nên là các chị mặc ở ngoài đảm bảo cái màu này nó sẽ làm cho chị trắng da hơn. Đó, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Xe chị 230. Lên giùm em mã xanh bơ đi mấy chị. Lên cho em xanh bơ đi ạ. Không bị đẹp luôn. Nói chung mấy con này đẹp lắm. Mấy chị mua đi, lên cho em mã xanh bơ nha. Xanh bơ. Chị nào lấy thì comment liền giùm em nè. Rồi em có mặc hai con này nhẹ nhàng dịu dàng nè. Chị nào thích nó mấy mẫu nhẹ nhàng thì lấy con này. Xanh bơ chị Hà Bích. Eo 78 230. Mấy mẫu này hơi bị đẹp luôn nha mấy chị nha. Mặc em nói thiệt với chị là xuất sắc luôn. Hết tẩy có 37. Con này 600 em sale với chị còn 230 nè. Mặc nhẹ nhàng lắm, chị mặc đi chơi cũng được. Eo 76 lại mặc đẹp. Xanh bơ này eo 78 chị vừa. Nhưng mà em hết rồi, em còn được có 1 con à. Em còn được 1 con thôi. Em 78 chị mặc được. Tại vì con này có độ co giãn. Nhưng mà hết rồi mấy chị ơi. Thì con này nè, hôm bữa em like có mấy chị hỏi có eo 80 không, có eo 82 không. Nhưng mà không có, còn đúng con eo 80, còn đúng con eo 78 thôi. Mấy con này là mặc lên là nó sáng da lắm mấy chị. Rêu rêu đồ á, nói chung là màu rêu, màu bơ đồ vậy đó, là mặc lên là nó sáng da lắm. Đây, mẫu này đẹp nè. Mẫu này em thấy nó hơi bị nhẹ nhàng quá mấy chị. Nhìn cái form nó cũng đẹp nữa. Con này thì được eo 76 rồi lại mặc vừa thôi nha. Eo 76 rồi lại mặc vừa thôi. Hai lớp em sale chị 230.000. 230.000 mẫu này, giá gốc là 600 giùm em có hai màu. Màu em đang mặc là màu nu. Màu nu hoặc là màu đen. Màu nu hoặc là màu đen nha mấy chị nha. Chị nào mà eo 76 lấy liền cho em con này đi các chị. Hơi bị đẹp. Dáng nè. Đó, xịn sò chưa ạ? Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Lên cho em là mã
nâu hoặc là đen, size chị 230, eo được 76 thôi. Nhưng mà cái form nó hơi bị dễ thương luôn nha. Mấy con này mà các chị á tối tối mặc đi uống cà phê, đi dạo dạo rồi á, rất là dễ thương. Đó, kiểu nó cũng sang nữa, hiểu không? Đó, xinh lắm nha. Chị nào lấy thì comment với em mã nâu hoặc đen nè. Nâu hoặc đen, size chị 230. Rồi lên cho chị con màu xanh này lạ nè. Con màu xanh này đẹp nè. Chị nào mặc vừa thì lên cho em nè. Con này em xéo chị 180. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển nha mấy chị nha. Con này eo được 80 độ lại mặc vừa nè. Eo 80 độ lại mặc vừa xanh nước biển. Lên giùm em mã xanh nước biển nè. Eo 80 độ lại mặc đẹp luôn. Quá trời xuất sắc cho em con này. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha. Đây. Con này eo 80 đồ lại mặc vừa nè. Eo 80 đồ lại mặc vừa của chị, sale chị 180.000 luôn, lên giùm em mã xanh nước biển. Form hơi bị đẹp cho em luôn nha, bao chuẩn. Chị nào lấy thì comment với em xanh nước biển nè. Sale chị 180.000, quá rẻ luôn. Đó cái vải này mấy chị nè. Đó, hơi bị xịn sò nha, vàng 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 nha. Chị nào lấy thì cần nghĩ giúp em mã xanh nước biển, xe 180. Xanh nước biển xe chị 180 nè, chấm bài giùm em. Rồi em lên nhớ chị con hoa này rất là đẹp luôn. Con này em xéo chị 200.000. Xéo cho chị con này 200.000, bao đẹp luôn nha. Chị nào mà thích váy hoa mặc vừa lấy cho em con này đi ạ. Con này eo 76 rồi lại mặc vừa nè. Eo 76 rồi lại mặc vừa, sale với chị 200.000. Chị Lê Ngọc Ngân ơi, chị còn đang xem like không? Lấy mua mẫu này mặc nè. Mẫu này em nói thiệt đẹp lắm. Con này là eo được tầm cỡ 76 độ lại mặc vừa thôi. Nếu mà size lớn thì cũng sẽ không còn nữa đâu mấy chị. Đây nè, con này đẹp chưa? Eo 76 rồi lại mặc vừa cho em con xanh này nha. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Lên giờ bà em là mã 200 đi mấy chị. Lên cho em mã 200. Dáng dài luôn nha. Con này mặc lên nhìn tiểu thư lắm mấy chị ơi. Đó, nhìn cái cổ hơi bị lạ luôn nè. Chị nào mà mình thích thì mình lên giùm em nha. Xé chị 200. Chậm cơn khát nước kìa. Nói vậy chứ mấy ngày rồi em chắc em cũng xuống mấy ký luôn á. Ăn ít rồi em. Ăn không ngon, ăn cái gì thấy dở hết á. Xong rồi nhịn luôn. Đây lên cho chị con lụa vàng nè. Chị nào đang xem like chấm bài giùm em đi ạ. Đang xem like chấm bài giùm em nha. Lên cho chị một con vàng nè. Con vàng lụa nè. Vàng lụa body. Con này sale cho chị cũng 200.000 thôi mấy chị. Giá gốc 600, sale còn 200 nè. Chị nào lấy lụa vàng lên giùm em mã lụa vàng. Con này thì eo được 70 thôi, size S. Eo 70 độ lại mặc vừa. Chị nào lấy lụa vàng lên cho em mã lụa vàng nhá. Lụa vàng eo 70 rồi lại mặc vừa. Xe cháu chị 200.000 thôi mấy chị. Chất này. Đó, đẹp lắm nha. Chất hơi bị xịn sò luôn. Chị nào lấy thì cần mẹ giúp em.
Cho em một cái comment đi mấy chị yêu ơi. Dư hả? Ok đây. Rồi lụa vàng nè. Lụa vàng, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Ủa về rồi hả? Về lại nữa hả? Con đồng này đẹp lắm mấy chị nè. Con đồng này vừa mới về luôn á. Vừa mới về, bao sang luôn nha. Bao sang xịn mịn. Chị nào thích thì comment giúp em. Con này em sale cho chị 340. Hàng mới về luôn á chị, giá gốc là 600 nha, hàng thiết kế. Con này là hàng thiết kế, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Em có size S là eo 68 loại mặc vừa với lại là size L. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Lên giùm em mã 340.000. Lên giùm em mã 340 đi ạ. 340. Đây, rất là xịn sò luôn. Con này là hàng về mà còn dư nên em mới lên like cho mấy chị á. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Em còn size S với lại là size L. Chấm bài giùm em nè. Ủa là về một lần đi rồi hả? Từ từ từ. Cái này nó đang rất là nhỏ so với em. Cái này được không? Không được không? Giảm luôn á, chị thấy nó ốm hẳn luôn. Nè, mặt sẽ ép được luôn. Ghê không? Sướng kia rồi. Nè. Ghê không? Đây lên nha chị em, con này nè mấy chị nè. Con này đẹp chưa? Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Con này là màu kem kem á nha mấy chị nha. Đính hộp ở đây nè. Vải hơi bị đẹp luôn. Con này hình em hình như có đăng hình đúng không? Đó, em sale chị còn 340.000, em có size S với size L. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Siêu đẹp, 340.000. Để em coi thử size L eo bao nhiêu nè. Mấy mẫu này xinh lắm á mấy chị. Màu kem á, nhìn nó sang lắm. Chị nào mà chuẩn bị đi tiệc á, mua con này mặc đi mấy chị. Size L được eo 76 nè. Con này eo 76 rồi lại mặc vừa nha. Sale của chị 340. Thiệt luôn, cái vải nó hơi bị xịn sò luôn. Lớp lót rồi mấy chị nè. Chị nào mà vừa thì lấy giùm em nha. Còn cái con em đang mặc thì chị nào mặc size S thì mới mặc vừa. Size eo 86 á mấy chị. À eo 68 chứ. Eo 68. Đây cái lớp lót rồi mấy chị nè. Thấy xịn sò chưa? Rất là xịn sò cho em mẫu này nha. Chị nào lấy thì comment liền giùm em. Em có size S với size L. Eo 6. Dạ, eo 68 với lại là eo 76 nha. Siêu đẹp luôn. 340. Con này xinh quá. Sang á, chị nào mặc chị nào mà mặc vừa thì lấy liền giùm em đi ạ. À. Rồi lên cho chị con này nè, con này size lớn nè. Con này size lớn em sale chị 220 nha. Size lớn sale chị 220. Con này lên được eo chắc cũng 90 luôn á mấy chị nè. Chị nào mà đang xem live của em mà mặc eo lớn nè mấy chị nè. Con này có dạng đến eo 86 nha. Eo 86 rồi lại mặc vừa giùm em. Lên giùm em mã nâu xéo chị 220. Lên cho em nâu 220 nè. Chị nào lấy comment với em nâu 220. Quá đẹp luôn. Có cái phụ kiện ở đây nha mấy chị nha. Các chị thích thì các chị tháo ra, gắn vào váy khác vẫn đẹp luôn á. Quá trời xuất sắc. Con này nha, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Nâu xéo chị 200.000. 200 mấy ta? Coi lại gì chị. Nhiều lúc thấy lát dễ sợ luôn. Hình như kia này
vừa mới coi giá xong luôn là quên rồi. Rồi con này xé chị 220 nha. Xé chị con này 220 thôi mấy chị. Con này mà vừa eo cái nào nó đẹp nè. Eo 86 độ lại, mặc vừa chị nào mà eo từ 76 độ lại thì mặc đẹp cho em con này nha mấy chị nha. Màu nâu, lên cho em là mã nâu style cho chị 220. Đẹp lắm, dáng dài luôn, chất phun u mì luôn á mấy chị nha. Hơi xòe nhẹ nè. Chị nào lấy thì comment cho em mã nâu. Lên cho em nâu 220. Chị nào lấy nâu lên giùm em mã nâu 220 nha. Xịn sò luôn. Lấy lên giùm em mã nâu xé 220 nè. Rồi lên cho chị màu xanh này nè. Màu xanh này em cũng rất là đẹp, em xé cho chị 220 luôn. Phong xòe nha. Con này xịn sò lắm. Còn đúng một con duy nhất. Không mua là tiếc lắm mấy chị nè. Con màu này hơi bị đẹp. Con này eo co giãn được 80 luôn nha mấy chị nha. Eo co giãn hết cỡ được 80. Chị nào lấy lên liền giùm em nha, 220 ngàn thôi. Chị Ngọc Út còn đang xem like không? Lấy mẫu này mặc này chị nè, hơi bị đẹp luôn, sang lắm. Hoặc là chị nào eo 80 mà thích cái mẫu này lấy đi mấy chị. Đây nè, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. 220 ngàn, giá ốp là 600 mấy chị. Mấy con này mấy chị không mua là tiếc lắm. Đó, hai lớp luôn, chất dày cực kỳ nha. Rồi ok, chị Ngọc Út chốt chị mà em đang mặc này, 220. Trời ơi, mẫu này đẹp lắm, chị nào lấy thì comment liền cho em nha. Bao xịn sò luôn. Cái gì đây? Đầm gấm còn không chị? Đầm gấm. Đầm gấm à? Gấm không biết còn không ta? Vải gấm á, không biết nữa. Hay là cái đầm Trâm còn cái đầm gấm nào không Trâm hề? Đầm gấm. Đầm dạ, gấm. Chị được 4 cái rồi đó, đúng rồi đó. Chính xác rồi. Con này eo 82. Con eo 82 độ lại mặc vừa nha. Đó. Eo 82 độ lại mặc vừa màu đỏ này mấy chị nè. Con này rất là xịn sò luôn nha. Chị nào lấy thì comment giúp em. Con này em sale cho các chị, con này là 220. Con này sale chị 220 nè, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Gấm hình gấm hình như em chỉ còn được một một loại thôi. Cái loại đó cũng là gấm mà. Con này có gấm phải gấm không cho mẹ? Gấm gấm con này eo 82 độ lại mặc vừa này mấy chị nè. Lên cho em mã đỏ nha. Eo 82 độ lại mặc được. Sale chị con này trên like 220 thôi mấy chị. Quá trời xuất sắc luôn. Đó, chị nào lấy con này lên liền giùm em nha. Lấy lên liền giùm em. Quá đẹp. Em thì không đi đâu mà mua được con váy này giá 220 đâu mấy chị ơi, xinh lắm. Giá gốc của nó là tới 600 ngàn lận á. Đó, eo 82 độ lại mặc đẹp nha. Lên cho em mã đỏ. Lên cho em mã đỏ nè. Con này bán hết rồi hả em? Ở trên like, ở trên sao like hết rồi hả? Ở trên like, ở trên sao còn cái nào ủi không? Đỏ 220 chị Nguyễn Hoa nè. Trên sao còn một cái nữa thôi hả? Trên sao like hết rồi, hôm qua chị thấy còn mà. Em chỉ còn mẫu đầm gấm này thôi nè mấy chị. Chị Lê Ngọc Ngân nè, em còn đầm gấm này nè.
Nhưng mà chị phải mặc size á. Con này trên xào hết sạch luôn rồi hả chị? Cái này size lớn không ạ? 4 cái rồi, ngày mai gửi đơn cho chị luôn nha, để chị đi chơi. Mấy cái cũ mặc không vừa nữa rồi. Ok chị, tí nữa mấy bạn chốt đơn cho mình luôn nè. Con này á thì em chỉ còn size XL thôi. Hết size L rồi hay gì á, để em coi thử còn size L không. Đâu? Đúng rồi. Đây chị Lê Ngọc Ngân ơi, đây em có con này nè. Con này size L nè, chất gấm nè. Con này em đang sale hình như là... Con này ở trên line là bên... ở trên 260 không? Con này em sale 260. Gấm nè, gấm này em chỉ còn một loại này thôi. Gấm em chỉ còn đúng một loại này nhá. Con này em có size L với XL này mấy chị. Size L với XL. Chị nào lấy thì comment giúp em nha, lên giùm em mã reel. Em còn màu tím nữa, màu tím em còn size 2X, 3X. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Em còn màu tím. Màu xanh thì em còn size L với XL thôi mấy chị. Xanh thì còn size L với XL. Còn size L với XL. Nó là màu tím. Màu đều với màu tím. Con này nè mấy chị nè, con này sale 260. Gấm là em chỉ còn được một loại này nữa thôi mấy chị ơi. Gấm em bán sạch xanh xanh luôn rồi. Thiệt luôn á, mùa này không còn màu tím, không còn gấm nữa luôn mấy chị nha. Con này em sale chị 260. Con này đảm bảo chị ra ngoài mua 700-800 cho em nha. Không bao giờ mua được giá là 260.000 đâu mấy chị ơi. Rất là đẹp cho em luôn. Con này mặc đi tiệc hơi bị xinh. Đó, em có size L với XL nha. Em có size L với XL. Với lại là màu tím nè. Màu tím thì sẽ có size lớn. Màu tím thì sẽ có size lớn nha mấy chị nha. Màu tím em có size 2X, XL và 3X. Chị nào lấy màu tím lên giùm em mặc tím nè. Nói chung là chị nào thích màu nào thì lấy nha. Chứ form thì nó sẽ như cái em đang mặc đó mấy chị. Rêu thì còn XL với lại là size L. Còn tím thì em có size XL, 2X và 3X. Con này size lớn luôn. Chị nào đang xem live mà mua size lớn thì mình mua 260.000. Con này size 3X được eo 90 luôn nè. Size 3X được eo 90 luôn nha. Chị nào lấy thì comment giúp em, sale chị 260. Chỉ còn đúng một con vải gấm nè. Eo 76 phải không em? Con này là eo 76, 78 nha chị Lê Ngọc Ngân ơi. Con em đang mặc eo 76, 78. Nhưng mà chị mặc size L mặc được á. Chị mua size L mặc. Ok, bao đẹp luôn. Em chỉ còn một đúng một con rêu thôi này là size. Em chỉ còn đúng một con rêu này size L thôi mấy chị ơi, hết sạch luôn á. Hết sạch luôn. Màu tím bây giờ chỉ còn size lớn thôi. Màu tím bây giờ chỉ còn size lớn thôi ạ. Đẹp xuất sắc. Ok chị Lê Ngọc Ngân nè. Chị nào mà lấy con gấm em đang mặc nữa thì comment giúp em nha. Bữa chị My bán 240 mà. Mẫu này không có bán 240 chị yêu ơi. Mẫu này không có bán 240 nha. Con này có đăng trên bài là 260 á mấy chị. Con này chưa có sale 240 lần nào hết. Bán lúc nào cũng là 260. Có đăng bài luôn. Có thể lên trên bài coi nha. Đó, qua shop em là không có giá 260 đâu. Đảm bảo luôn mấy chị. Con này đáng lẽ là chụp hình rồi là sẽ không like nữa. Nhưng mà mấy chị hỏi mua gấm thì em mới lên lại cho mấy chị thôi. Chưa không còn luôn mấy chị. Con này là 260 nha. Giá gốc của nó là 600 á mấy chị. Giá gốc của nó là 600 nè.
Rồi con lên một con hàng Adela nè mấy chị nè. Con này là 549.000. Em sale cho chị con này còn 270. Con này em sale chị còn 270 nè. Đó, lên giùm em mã sọc nha. Chị nào lấy sọc lên giùm em mã sọc. 549.000, sale còn 270. Con này eo 76 rồi lại mặt đẹp nè. Eo 76 rồi lại mặt đẹp nè. Dạng như vest đó mấy chị. Đầm vest á, hơi bị đẹp luôn. Chị nào lấy comment với em mã sọc, sale chị 270, hàng của Adela. Đó, bao xịn sò giùm em nha. Siêu cute luôn. Chị nào lấy gấm nữa thì lên giùm em nè. Đây con này đẹp rồi mấy chị nè. Con này em sale với chị 270. Hơi bị xuất sắc luôn, sale chị 270 nha. Gài nút lại giùm em. Con này mặc đi làm cũng sổ đồ á chị. Đi dạy đồ á các chị, đẹp lắm. Đó chị nào lấy sọc đây giùm em mã sọc. Eo 76 lại mặt đẹp nha. Eo 76 lại mặt đẹp, lên giùm em mã sọc. Sale chị 270. Trời ơi quá đẹp luôn. Sale 270 nha, chị nào lấy thì comment giúp em nè. Sọc 270. Chấm bài giùm em nè, đẹp nhất nhối con tim. Đó, chị nào lấy thì lên cho em nha. Chốt cái này cho chị với em. Kìa, còn một bill bay ra đó nữa kìa. Là của cái vàng đó. Rồi, chị nào lấy sọc lên cho em mã sọc nha. Lấy sọc lên cho em mã sọc. Rồi, lên cho em mã bi này nè. Mã bi này em có size này mấy chị nè. Mà bi này em có size nha, hàng Adela, giá gốc là 689.000. Em sale cho chị trên like còn 170. Con này có size luôn. Chị nào lấy eo bao nhiêu thì comment giúp em mã bi kèm vòng eo nha. Con này eo 76 rồi lại mặt đẹp nè. Con này eo 76 rồi lại mặt đẹp, lên cho em mã bi. Con này chất lụa chị, mịn lắm. Eo 76 rồi lại mặt vừa nha. Chị nào lấy mã bi lên giùm em mã bi nè. 689.000, sale còn 170. Trời ơi, rất là đẹp luôn cho em. Gấm eo 82 mặc được không em hả? Dạ được cho chị Liên Phan ơi. Gấm eo 82 mặc được. Đây, con em đang mặc lên giùm em mã bi. Con này xe 170. Mã bi xe 170 nè. Chị nào lấy thì cầm lấy giúp em nha. Siêu cân luôn. 260. Chị nào lấy bi lên giùm em mã bi. Con gấm này nó có túi nữa chị, đẹp lắm. Xem lại gấm xanh. Đây gấm xanh em còn một đúng một cái. Không. Chị Liên Phan ơi, gấm XL mặc không được rồi. Giật eo 80 thôi. Em đo lại rồi, eo 80 thôi chị. Eo 78 80 thôi.
Gấm xanh eo 80 mặc vừa thôi nha chị ơi. Gấm xanh eo 80 mặc vừa thôi. Đây lấy thì comment giúp em gấm xanh. Con này còn màu đỏ, hết màu đỏ luôn rồi. Đây chị nào lấy thì comment giúp em nha. B size L. B size L châm. Con chị đang mặc có size đúng không? Đủ size mà đúng không? Lấy cho chị B size L với. À, gấm này em chỉ còn eo 80 thôi nha mấy chị. Gấm xanh này em còn eo 80 nè. Lên cho em mã gấm hồng, gấm tím nè. B size L. B em có XL đúng không mấy chị? B em có XL nha. B em có XL. Ra được không hả? Để em xem thử. Đổ cho em cái XL đi. Chị Lê Ngọc Ngân ơi, chị mà eo 76 chị lấy con size L đi. XL nó sẽ bị rộng đó. XL nó sẽ bị rộng á. Mua size L là mặc được rồi, eo có 74 mà. Mà mua XL eo tới 80 là mặc rộng lắm nha. Con này là hết đất nới rồi chị Liên Phan ơi, hết đất nới rồi. Con này eo được 80 thôi. Chị nào lấy thì comment giúp em nè. Còn eo 80. Bây em đang mặc còn XL nha. XL với L 170 thôi. 170. Lấy tím đi mấy chị. Tím đẹp lắm á. Tím này hơi bị xịn sò nè. Em có size lớn luôn. Eo size L size XL 2X 3X luôn nha. Eo tới 90 lận á. Màu tím đi mấy chị. Màu tím này rất là đẹp luôn nè. Đó, XL được eo 80 à. Tím em có eo 82 nha. Tím em có eo 82, mua tím đi. Tím eo 82 với lại eo 90. Vậy chốt tím đi chị, tím cũng đẹp lắm nè. Do tím eo 82 là mặc được luôn á. Tím này là eo 84 thì chị mặc eo 82 là vừa. Đứng lên em xem. Đây nha. Màu em đang mặc 170. Màu em đang mặc 170, em có size L với là XL. Chị nào lấy thì comment giúp em. Size L với XL mấy chị nha. Thôi đẹp luôn. Ở đường sau nó sẽ là bo thun nè. Ở đường sau nó sẽ là bo thun. Chị nào lấy thì comment giúp em. Coi chị coi nơi cho chị con Malacan size gì vậy. Chị Liên Phan lấy con tím này đi, con tím này đẹp lắm á. Màu nó không có nổi lắm đâu, nó là tím tím mà kiểu đầm đầm á, nói chung là màu này sang nha. Rồi, màu này em có size L, size XL, 2X, 3X. Chị nào lấy tím lên giùm em mã tím kèm size nha. Tím em còn size L, XL, 2X, 3X. Tím eo 82 cho chị Liên Phan nè. Chị gì quên rồi, chị Lê Ngọc Ngân ơi. Chị còn đang xem like không? Chị có đổi qua XL không? Nếu mà đổi qua XL thì sẽ mặc bị rộng nha. Chị Lê Ngọc Ngân nè. Nếu mà eo 74 mà đổi qua XL là bị rộng á. Có đổi không? Đổi thì em đổi cho. Đây, chị Liên Phan tím nè. Eo 82 nè. Rồi, tím em còn eo 90. Còn eo 80 với lại eo 78 nha. Chị nào lấy thì tím lên giùm em mà. Tím kèm vòng eo đi mấy chị. 260 ngàn em đảm bảo với chị. Không đi đâu mua được con đầm đó 260 ngàn đâu. Em... Tại vì eo 76. Eo 76 lấy eo 78 là mặc được rồi. Thừa 2 phân là đẹp rồi. Vừa chuẩn luôn. Chị chỉ mặc size L thôi. Size L chị lấy size L đi. Chứ mà size XL là chị mặc là sẽ bị rộng eo đó. Gấm này là các chị mặc phải vừa đủ cái eo của chị thôi thì nó sẽ đẹp nha. Còn rộng là phải đi bóp. Nói chung là tùy chị thôi. Nhưng mà eo 76 thì lấy con size L là được rồi. Rồi bi nè, 170 ngàn. Chị nào lấy bi lên giùm em mã bi nha. Lấy bi lên giùm em mã bi. Con này có bo thun ở đây nè, sale với chị 170 thôi. Con này tới 689 ngàn mấy chị. 869 ngàn, em có size L với XL nha. XL là được chắc E80 á. Bi này hàng của Adela mấy chị nè. Chị nào mà chưa mua được thì mua con này đi. Em nói thiệt với các chị nó đẹp lắm. Mặc rất là dễ. Thoải mái. Chăm đơn của cô Ngọc Úc có chăm được mặc đưa đến ở chốt đi đơn luôn cho cô nha. Để cô đi du lịch đó.
Rồi body này eo 82 độ lại mặc vừa luôn này, size XL là eo 82 độ lại mặc đẹp nha. Chị nào lấy bi lên giùm em mã bi 170. 689 xe còn 170, quá rẻ luôn. Quá rẻ. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. 4 cái bên này nè. Đó, chị nào lấy bi lên cho em, bi đẹp lắm. Rồi sao đây chị Lê Học Ngân ơi, có đổi không? Tao định đổi đúng không? Đổi thì em đổi nha. Đó, còn không thì giữ nguyên. BSL cho chị Hạnh Vương. Con em đang mặc đẹp lắm, em nói thiệt với các chị, cái chất nó mềm lắm, mặc đi chơi, mặc đi dạo, đồ gì cũng rất là thoải mái. Cái form đuôi cá giùm em nè, lâu lắm rồi không có cái form này đâu nha mấy chị nha. Đó, bây giờ các chị để ý đi, em like rất là ít cái form đuôi cá như thế này nha, mà giá 170.000 nữa là càng hiếm nữa. Nên là chị nào mà thích thì lấy liền cho em đi ạ. Em còn size L với XL, eo 76 với lại là eo 80-82 nha. Lên giùm em mã bi 170, form sau này mấy chị nè. Form sau này cưng lắm nha, chị nào lấy thì comment giúp em. Rồi mã này đẹp lắm á mấy chị ơi. Cái con lụa này mặc rất là mát cho em luôn nè. Rồi vô cái chất mình băng à. Chị nào thích thì lên cho em nha. Bi L hoặc là bi XL 170.000. Quá rẻ cho em con này luôn. Thì không đi đâu mua được luôn á, 170 thôi. Rẻ ơi là rẻ. Rồi lên tiếp cho chị một con tiếp theo nè. Con này eo 72 độ lại mặc vừa nha mấy chị nha. Giá gốc là 500, em sale trên live cho chị 159.000. 159.000 nha. Chị nào mặc vừa eo 72 thì lên giùm em mã 72. Lấy comment với em mã 72 nè. Bảy mươi bảy hai rồi lại mặc vừa nha, nhưng mà eo 70 thì các chị mặc sẽ được hơn, thoải mái hơn, nó không bị kích. Đó, lên cho em mã đen, lấy lên cho em đen nè, 159.000. 159.000 lên giùm em mã đen nha. Chị nào lấy đen lên giùm em mã đen nè. Rồi bên này nha. Rồi chị nào lấy bi nữa lên giùm em mã bi nha. Đây con này eo 72 rồi lại mặc đẹp nè. Chị nào lấy bi lên giùm em mã bi. Con này eo 70 thôi mấy chị. Đó, sale chị 159.000 có túi luôn nha. Màu đen rất là đẹp. Chị nào mà eo nhỏ nhỏ thì mới mặc được cho em con này. Chứ mà eo lớn thì mặc sẽ bị chật. Chị nào lấy thì comment giúp em. Sale có chị 159 lên giùm em mã đen ạ. Lên cho em mã đen. Lên cho chị con body này đi tiệc nè. Con body này đi tiệc nha, rất là đẹp luôn. Mẫu này em sale chỉ còn 180.000 thôi. Em còn màu xanh, màu nu và màu nâu. 180.000 mẫu này nha. Chị nào lấy gấm nữa thì lên giùm em mã gấm nha. Gấm không còn nhiều đâu, cái chị còn vài con à. Rồi con này eo 80-82 độ lại mặc vừa nè. Eo 80-82 độ lại mặc vừa, chị nào lấy comment với mã Coban. Lên giùm em mã Coban nha, sale chị 180.000. Đầm body đi tiệc. Châm, sao con này còn nằm ở đây? Trời đất quỷ thần. Cái đầm xanh nó mà tôi bán rồi. Mà giờ nó che bên sao lại. Đây con em đang mặc này body nè mấy chị nè. Con này body nha mấy chị nhá. Con này sale cho chị 180.000. Chị nào lấy thì comment với em mã Coban. Eo 82 độ lại mặc đẹp mấy chị.
eo 82 đổi lại mặt đẹp nè. Đó, chị nào lấy cầm mấy với mã cô ban nha. Em còn màu nâu với lại màu nu nữa. Em còn màu nâu với màu nu nữa nè, chị nào thích thì cầm mấy giúp em 180 thôi. Đó, eo 80 độ lại mặt vừa nè. Chị nào lấy thì comment giúp em nha, 180.000. Lên giùm em mã nu, mã nâu hoặc là mã coban nha, 180.000 thôi mấy chị. Quá đẹp luôn. Để em bảo với mấy chị mấy cái form này em nói thiệt với các chị là nó xinh lắm. Đó, mặt cực kỳ sang cho em nữa ha. Chị nào lấy thì comment giúp em. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha. Chấm bài giùm em đi mấy chị. Lên cho các chị một con lụa nè. Con lụa này hơi bị đẹp luôn. Con lụa này hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Có mức ngực luôn. Em còn đúng một con duy nhất. Em sale trên live cho các chị còn 280.000. Mẫu này là giá gốc là 600 á mấy chị. Còn đúng một con duy nhất vải lụa. Form lớn luôn. Vài bữa nữa vào hỏi không có đâu nha. Eo 82 độ lại mặt được nè mấy chị nè. Eo 82 độ lại mặt được nha. Lụa trắng. Sale cho các chị con này là giá 280.000. Lên giùm em mã trắng 280 nè. Quá đẹp. Quá trời xịn sò luôn, còn đúng một con duy nhất luôn. Lụa này lụa xịn lắm nha mấy chị nha, mịn lắm. Chị nào thích lụa thì lên cho em. Bao sang luôn. Chị nào đang xem live chấm bài giùm em đi mấy chị yêu ơi. Đây con lụa này nè. E82 rồi lại mặc vừa nha mấy chị nha. Chị nào lấy lụa trắng lên giùm em mã lụa trắng. Con này mà các chị mặc vừa eo của chị nó sẽ rất là đẹp. Đó, tại vì con này nó hơi rộng so với em. Chị nào lấy comment liền giùm em mã lụa trắng nha. Sale cho chị con này giá là 280.000. 280.000 con màu trắng này nè. Đây. Quá trời đẹp luôn. Đó, xịn sò chưa? Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Lên giùm em mã trắng. Rồi lên cho chị một con màu bơ nè. Đó, con này là kiểu nó hơi như thế này nè mấy chị nè, đẹp lắm. Trắng của chị Ngọt Út nè. Con này 280 nha chị Ngọt Út ơi, mẫu em đang mặc 280. Dạ có đầm body nha. Có đầm body nha chị ơi. Eo chị bao nhiêu ạ? À? Eo chị bao nhiêu? Con này eo 82 độ lại mặt vừa nè. Eo 82 độ lại mặt vừa. Chị nào lấy con này lên giùm em mã bơ nha. Lên giùm em mã bơ. Sale của chị 200. Mã bơ sale chị 200 nè. Body nhiều lắm. Mà chị muốn á. Nhưng mà eo bao nhiêu? Mình 63 hả? Eo 63. À 63kg 1m 67. 1m 67 63kg. Cho em vòng eo đi chị ơi. Cho em vòng eo đi ạ.
Rồi nghe lại được chưa mấy chị ơi, nghe lại được chưa ạ? Chị gì hè, chị Hà Phạm nè. Nếu mà với số đo đó là chị mặc được mấy con này nè, body này thôi, body Quang Dũng thôi. Tùy vào eo mình bao nhiêu nữa, phải biết vòng eo mới mua đồ được nha chứ. Số ký là hên xui. Con này eo 80 đồ lại mặc đẹp nè mấy chị nè. Eo 80 đồ lại mặc đẹp nha, con màu hồng. Hàng thiết kế của Quang Dũng giùm em. Con này em xe chị 280. Dạ đúng rồi, màu bơ của chị Ngọc Út nha chị Ngọc Út ơi. Ý là em đang nói là hình như màu bơ em còn một con nữa. Hình như là vậy. Rồi con màu hồng nè, màu hồng thiết kế của Quang Dũng nha. Teo chị 280. Con này là giá gốc là 600 á mấy chị. Nói chung là mấy cái con này thì em bán giá trên live là nó vậy thôi, chứ hả không có qua shop thì không có giá này đâu mấy chị. Cái này là bao nhiêu con? Dạ, dạ, dài đây, con body này nè. Trời ơi, đẹp mấy chị nha. Nó cái phần tay này mấy chị nè, cái phần tay là nó che được khuyết điểm cho mình rất là tốt luôn. Coi lên giùm em mã hồng xe chị 280, eo 80 độ lại mặc được. Eo 80 độ lại mặc được cho em con này nhá. Chị nào lấy thì comment với em mã hồng này. Đó, chị nào mà đang kiếm mấy cái con váy để đi tiệc thì mua. Con này nó sang lắm tại vì cái phần tay này mấy chị nè. Nó nhìn nó lạ ha. Chị nào mà chưa có mấy cái kiểu như thế này thì mình lấy. Kiểu nó đẹp. Đó, mà sang lắm, nhìn quyền lực. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Lên cho em mã hồng. Lên cho em mã hồng xe cho chị 280. Xe gì 280, chị nào lấy thì comment giúp em. Siêu đẹp, siêu xịn mịn luôn. Còn màu khác nữa không chị? Dạ còn nha, vẫn còn. Rồi lên cho em một con màu trắng này nè. Một con màu trắng này cũng đẹp, có túi luôn. Một con màu trắng có túi luôn nha. Đó, rất là xịn sò. Nhưng mà body, nhưng mà chị Hà Phạm ơi, eo chị bao nhiêu? Lên eo đi em kiếm cho. Con này eo 76 lại mặc vừa nè. Eo 76 lại mặc vừa, con này em sale chị 201. Màu trắng này sale 201 nha, eo 76 lại mặc vừa. Hai dây, rất là đẹp luôn. Chị nào vừa lấy liền cho em con này đi. Mặc không đẹp không lấy tiền luôn. Lên cho em mã trắng nha. Trắng 201. Body hàng thiết kế của anh Dũng em vẫn còn luôn. Nói chung là đợi em chút xíu. Đây, con này đẹp chưa nè. Con này hơi bị đẹp luôn nha. Eo 76 lại mặc vừa. Eo 76 lại mặc vừa. Xe các chị con này là giá 201 mấy chị. Giá 201 có túi luôn nè. Đó. Trời ơi xinh chưa, con này hơi bị tiểu thư nha. Chị nào mà mua mình mặc đi du lịch, mặc đi tiệc cũng được. Mấy con này các chị nè, mặc đi tiệc cho em một lần đi. Hôm sau á mình mặc đi chơi cũng được, đi uống cà phê cũng được. Tại vì nó cái form nó dễ mặc. Đó, rất là cưng luôn, hai lớp dày dặn nha. Mẫu này giá gốc 600, em sale chị trên like còn 201 thôi. Nhớ chia sẻ like giùm em. Eo 76 lại mặc vừa nha. Rồi mẫu này đẹp quá, hơi bị tiểu thư luôn. Cái này là mình phối túi sách mang dép cao gót cho em nữa. Đẹp lắm nha, chị nào lấy còn mấy với em mà trắng nè. Xe 201 nha mấy chị nha. Trắng xe chị 201. Eo mình 83. Eo 83 hả? Lấy con này không chị? Con này 280 nè. Con này em xe 280 nè. Đó. Đẹp lắm, lấy thì comment giúp em nha. Mà Châm coi cho mình chị Hà Phạm đó chứ. Phạm Hà đó. Chị nào lấy con này lên giùm em mã xám nha, 280 nè, body. Eo 83 chị mặc được con này luôn, lên cho em xám. Chị nào lấy trắng em đang mặc lên giùm em mã trắng nha. Trắng em đang mặc xe với chị 201. Quá đẹp. Đen hay đỏ hả? Có luôn. Có luôn nha tình yêu ơi, đợi em chút xíu nè.
Con này đẹp nè chị Phạm Hà. Đây, em có một con màu đen này nhá. Con đen này em sale là 280 nè. Con đen này sale 280. Với lại con đỏ cườm. Có một con đỏ cườm nè. Hai mẫu này em sale 280 nè. Nhưng mà chị mua một đơn hàng bên em á, bên em nhắn tin mà chị không trả lời nè. Bây giờ mình đặt hàng mình có chốt lấy không đây mấy chị ơi? Mấy chị mà đặt hàng bên em một lần mà chị không trả lời, không nghe máy hay là như thế nào thế kia là bên em mà đánh dấu là hôm sau quay lại bên em không bán nữa nha mấy chị nha. Nên là các chị để ý giùm em nha. Mình chốt chắc lấy thì mình hãy chốt nha. Đó chứ còn á họ mà chốt xong rồi cái không lấy là mất thời gian lắm mấy chị. Đó chị nào lấy thì comment giúp em nha. Sale chị 280. Rất là đẹp luôn. Body nè. Body của hàng Quang Dũng là em nói với chị là không đi đâu mà mua được cái giá mà 280.000 đâu mấy chị ơi. Vải hơi bị xịt sò. Đó chị nào lấy thì comment giúp em nha. Màu trắng này đẹp nè. E76 thôi. Chị nào mà mặc vừa E76 thì lấy giúp em. Quá trời. Chị mặc cái xám cho em coi với. Ok. Ok chị mặc. Màu xám này 280. Màu xám này em có màu đen nữa. Màu xám này em có màu đen nữa chị. Lấy thì comment giúp em nha. Đó đẹp lắm. Mẫu này thì dễ mặc. Mẫu này là cái mẫu dễ mặc tôn dáng 280.000, giá gốc 600.000 nha. Em có màu màu con này em có 3 màu nè. Con này em có 3 màu nhá. Màu xám, màu này là màu nâu. Màu nâu mấy chị, với lại là màu đen, 3 màu 280.000. 3 màu nha, chị nào thích màu nào thì lên cho em màu đó. Form y chang như em đang mặc thôi. Đúng không? Đúng rồi đó mấy chị. Đây, mẫu này có 3 màu nè. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Sale chị 280.000. Thật sự là mấy con này đẹp lắm. Giá rất là rẻ luôn. Màu xám thì lạ, chị nào mà chưa có màu xám thì mua màu xám đi mấy chị. Mấy màu này nhìn nó lạ lắm. Nói chung là đẹp. Ok lấy màu đen hả? Mặc màu xám cho em xem, ok lấy màu đen. Đây, màu đen này cũng đẹp nè. Chốt màu đen cho chị nha. Đặt hàng nhắn tin bên em trả lời giùm em nha chị yêu ơi. Dạ, L83 mặc vừa nha chị ơi. Con này L83 mặc vừa luôn. Siêu đẹp. 280.000, giá gốc 600 á mấy chị. Rồi em còn màu xám với lại màu hồng, màu hồng, màu cam đất nè. Màu này cũng đẹp lắm mấy chị nha. Đó, chị nào lấy thì comment giúp em nha. Rồi em có số điện thoại của mình rồi, 280 em. Em có số điện thoại của mình nè. Chị inbox địa chỉ cho em đi chị yêu ơi, inbox giùm em nha. Nhắn tin cho. Tại vì hôm bữa mùa dịch đó chị có đặt một cái gì đây nè mà chị không cọc cho bên em nè. Đơn này nhận hàng giúp em nha. Rồi quá trời xịn sò. Chị nào lấy cái gì nữa comment cho em nha mấy chị nha. Lấy cái gì nữa comment liền cho em đi ạ. Này em có con này đẹp nè, hàng Adela nè, không biết giá bao nhiêu đi. Rồi con này hàng Adela sale chị 230 nè. Mẫu này sale chị 230 nhá. Size M rất là đẹp luôn, form ngắn. Chị nào lấy con này lên giùm em mã 230. Lên cho em mã 230 L70 độ lại mặc vừa nè. Con này L70 độ lại mặc vừa nhá, sale chị 230.000, lên giùm em mã 230. Lên giúp em 230 nè. Con em đang mặc rất là đẹp nha. Chị nào lấy thì comment với em 280 thôi. Xịn sò lắm mấy chị. Chị nào muốn coi cái gì nữa thì comment giùm em nha. Để em lên cho mấy chị nha.
đây con này size M này mấy chị nè. Con này size M hàng của Adela giùm em nhá. Xéo chị con này là giá 230. Con này eo 70 72, bao con này 72 74 đủ loại mặc đẹp. 72 74 đủ loại mặc đẹp nhá. Con này đơn giản, các chị mặc đi làm cũng được, mặc đi dạy cũng được, chị nào làm giáo viên mặc đi dạy cũng được á. Đó, nếu mà mình dưới 1m6 thì mình mặc qua gối giùm em nha. Xéo chị 230.000. Lên cho em là mã nu nè. Rồi chị nào mà xong mẫu này em like thêm cái con này nữa rồi em xuống like nha. Chị nào muốn mua thì mua nè. Chị nào có đơn bên em rồi thì mình tí nữa mấy bạn chốt đơn mấy chị nhớ là kiểm tra tin nhắn giùm em nha. Con này eo co giãn mấy chị nha. Con này eo co giãn này từ 70 cho đến 80-82 cũng mặc được luôn. Đó, nó co giãn thoải mái tại vì chất nó co giãn dữ lắm. Sale con này cho các chị mẫu này cũng đẹp. Sale chị 220 thôi. Sale chị 220 thôi. Con này là full resize. Bao nhiêu ký cũng mặc được nè. Tại vì chất nó co giãn được đó mấy chị. Đây, con bơ này size lớn nè. Xé chị 220 nha. Chị nào lấy bơ lên cho em mà bơ nha. Eo từ 70 cho đến 86 gì mà mặc cũng được mấy chị nha. Đó, hơi bị đẹp luôn. Con này giống con trắng lúc nãy em like rồi đó. Nhưng mà trắng hết rồi còn một bơ. Xé chị 220. Xé chị 220 nha. Hai lớp dày dặn luôn. Chị nào lấy mã bơ lên cho em mã bơ nè. Con này giá gốc là 600. Xé chị 220. Con này eo co giãn thoải mái nha. Lên tới eo 86-88 chị mặc vẫn được luôn giùm em nè. Đó, mặc vào mặc bao nhiêu thì nó ôm theo vào người của chị thôi. Rồi xong mẫu này em sẽ xuống like nha. Chị nào mà mình có đơn bên em rồi nhớ kiểm tra tin nhắn giùm em. Chị nào mà khách mới mình nhớ theo dõi fanpage shop em nha, để mình theo dõi được nhiều mẫu mới nha mấy chị nha. Đó, màu xanh với màu tím cho em xem. Màu xanh với màu tím cho em xem là sao? Màu xanh với màu tím ở đây hả? Con này là hàng gấm. Con này là váy xòe. Váy xòe gấm nè. Con này thì em sale 280. Đây, xòe gấm giùm em nha. Chị chỉ có mặc được một con tím này thôi. Chị mặc được con tím này thôi. Chứ còn con xanh thì mặc không vừa. Con tím nha. Nếu mà mặc thì mặc được con tím, nhưng mà cũng hơi rộng, phải về bóp eo rồi. Đó. Con này em có eo 80 với lại eo 90 độ lại mặc vừa. Eo 80 với eo 90 sale 260. Chị nào lấy thì comment giúp em nha. Đó, thích thì comment. Rồi em xuống like nha. Chị nào mà mình chưa coi lại được like thì mình coi lại like, chụp màn hình gửi qua inbox bên em nha. Còn mẫu này em chốt đơn cho mấy chị nha. Rồi hẹn gặp lại các chị vào những like sau nha. Chị nào mà muốn xem nữa thì có thể mình để theo dõi fanpage tối mình vào mình xem tiếp nha. Rồi hẹn gặp lại các chị vào những like sau nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Bye bye các chị.